Bonjour. Bonjour Delphine. Ça va bien. Bon, j'ai été un petit peu en retard parce qu'en fait la nuit fut longue. D'accord. La nuit fut courte en fait, la La journée journée fut fut longue. courte. D'accord. Ok, je Bon. comprends. Alors. Nos amis sont en train de se connecter tranquillement. Et puis aujourd'hui, nous... Voilà, Duc est là. Ce que je vais peut-être faire, je vais lui retransmettre les droits de... Je vais le nommer comme co-hôte parce que je vais débuter, mais je ne suis pas sûr de pouvoir rester jusqu'à tout. D'accord. OK. Ouais. Là. Bon, administrator nhưng mà thầy không chắc là sẽ ở đến phút cuối. Thành Ça ra, va. vâng, thì bây giờ Dạ. là thầy. Ça suffit pour commencer la présentation, Nathalie. D'accord. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, on va parler de l'éco-endoscopie bronchique. Xin chào tất cả các bạn. Xin chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài giảng về chủ đề nội soi phế quản. Est-ce que vous avez déjà pratiqué, est-ce qu'une grande partie, ça c'est une question pour toi, Doc, parce que je sais que les autres ne peuvent pas répondre, est-ce qu'une grande partie des gens ont déjà pratiqué l'éco-endoscopie bronchique parmi ceux qui écoutent ou pas? Về cái kỹ thuật nội soi phế quản thì có thể là có rất nhiều người đã có cơ hội để thực hiện thực hành các kỹ thuật nội soi phế quản thông thường rồi. Tuy nhiên cũng có một số người cũng chưa có nhiều cơ hội để thực hiện cái kỹ thuật nội soi phế quản. Oui, non. Tu sais pas s'il y en a beaucoup qui ont pratiqué cet examen, qui ont fait cet examen, qui ont déjà fait des échoendoscopies bronchiques. Mọi người thì đã có ai thực hiện những cái kỹ thuật mà nội soi phế quản? Ông Pas beaucoup. pas beaucoup. D'accord. Mais je Alors, je vais. pense que au Việt Nam il y a quelques hôpitaux pour Oui, faire le endobronchoscopie. c'est ça, Je pense que Bachmann. c'est difficile technique pour les D'accord. médecins. Alors, j'ai orienté volontairement le cours sur quelque chose de très pratique, c'est-à-dire comment ça se passe, comment on fait pour repérer les ganglions, etc., en éco-endoscopie bronchique. Il y a très, très peu de théorie dans le cours. Và tôi sẽ cố gắng mà giảng dạy khóa học này theo một hướng mà thực hành trên lâm sàng, như là làm sao để chúng ta thực hiện các kỹ thuật này trên lâm sàng, các kỹ thuật về sinh thiết nội soi phế quản. Alors, je vais partager mon écran et puis on va commencer le cours. Alors, écran, c'est la Bây giờ thì tôi diffusion. sẽ chia sẻ màn hình và bắt đầu cái bài giảng. Alors, quand on parle d'éco-endoscopie bronchique, il y a deux examens différents. L'éco-endoscopie bronchique qui permet d'explorer et de faire une cytoponction, donc d'obtenir un diagnostic sur les adénopathies médiastinales et hilaires, et d'autre part la mini-sonde qui permet, elle, la biopsie et donc le diagnostic d'opacité périphérique, de nodules périphériques. Và trong cái kỹ thuật mà nội soi phế quản siêu âm chúng ta có hai cái kỹ thuật chính, và một cái kỹ thuật đó là eBus cho chúng ta tiếp cận và thăm dò chẩn đoán, làm xét nghiệm tế bào học, chọc hút, sinh thiết các cái tổn thương trong hạch và trung thất và dụng phổi,
Một cái kỹ thuật còn lại mà chúng ta sử dụng cái đầu dò mini sông đầu nhỏ để thăm dò cái tổn thương nốt mở ở ngoại vi. Aujourd'hui, je vais surtout parler de l'ébus parce que c'est une technique qui est très différente de l'endoscopie bronchique normale dont on a parlé la semaine dernière. La mini-sonde, c'est un ajout, je dirais, une petite technique supplémentaire qui rajoute de l'intérêt dans l'endoscopie bronchique normale. Hôm nay thì chúng ta sẽ chủ yếu tập trung nói về kỹ thuật đó là kỹ thuật eBus, tức là kỹ thuật là nội soi phế quản siêu âm để sinh thiết những hạch trung thất và rốn phổi. Kỹ thuật này thì nó có rất nhiều cái điểm khác biệt so với kỹ thuật nội soi phế quản thông thường mà chúng ta học ở buổi hôm trước. Và bên cạnh đấy thì kỹ thuật mà nội soi phế quản siêu âm bằng đầu dò nhỏ thì tôi cũng sẽ giảng dạy thêm một phần nhỏ và hy vọng sẽ có một buổi giảng về kỹ thuật này ở những bài giảng sau. Alors, les objectifs de ce cours, c'est que vous fassiez la différence entre ébus et mini-sonde. C'est connaître les indications, contre-indications et complications de l'ébus. Connaître les aires ganglionnaires accessibles en ébus, parce que toutes ne le sont pas. Savoir comment se déroule un examen avec ébus. Et connaître les principaux repères anatomiques des aires ganglionnaires en endoscopie. Et ensuite, ce sera connaître les indications, contre-indications et complications de la mini-sonde. Mục tiêu của bài học hôm nay của chúng ta thì bao gồm cái nội dung đầu tiên đó là phân biệt cái sự khác biệt giữa kỹ thuật eBus và kỹ thuật mini sông, và thứ hai là nắm được các chỉ định và chống chỉ định các cái biến chứng của kỹ thuật eBus, nhận biết được các cái vị trí hạch trong trung thất mà chúng ta có thể tiếp cận được bằng kỹ thuật eBus, bởi vì không chúng ta không phải là tiếp cận được tất cả các vị trí hạch, nắm được các cái cách thức thực hiện kỹ thuật eBus, các cái mốc giải phẫu các cái hạch trên nội soi siêu âm, và bên cạnh đó chúng ta cũng biết các cái chỉ định chống chỉ định biến chứng của kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm qua đầu dò nhỏ như đi sau. Alors, qu'est-ce que c'est l'ébus? Bah, c'est d'abord un endoscope, mais au bout duquel, au lieu d'avoir la lumière, le canal opérateur comme dans l'endoscope normal, on a rajouté une sonde d'échographie. Vậy thì cái eBus tức là nội soi phế quản siêu âm là gì? Thì đó là một cái hệ thống nội soi phế quản. À, thông thường cũng có những hệ thống để quan sát trong lòng khí phế quản, tuy nhiên được gắn thêm cái đầu dò siêu âm vào trong ống soi. Cette sonde d'échographie, elle permet de se plaquer contre la paroi des bronches et de chercher les ganglions. Và cái đầu dò siêu âm này được gắn ở ống soi thì sẽ cho phép chúng ta thăm dò các cái cấu trúc hạch sát thành khí quản phế quản. Alors, comme sur un fibroscope normal, on a aussi un canal opérateur dans lequel on va introduire, une fois qu'on a repéré le ganglion, une aiguille qui ressort au bout du canal opérateur et permet de piquer dans le ganglion qu'on a repéré. Cũng tương tự như các cái ống nội soi phế quản thông thường thì cái ống nội soi phế quản siêu âm này cũng có những cái kênh để cho phép chúng ta đưa vào những cái dụng cụ để tiến hành cái thao tác sinh thiết, thì ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái kim sinh thiết như trên hình và chúng ta đưa vào trong cái kênh chuyên dụng trên ống soi phế quản và cho phép chúng ta tiến hành sinh thiết những tổn thương ở như là hạch trung thất. Alors, chez nous en France, comment ça se passe? On fait, dans le centre où je suis, on fait cet examen chez le patient endormi, donc sous anesthésie générale, et on place un masque laryngé, parce que ça Và permet de biopsier les ganglions les plus hauts situés, qui sont les zones 2 droit et 2 gauche. Như bình thông thường thì ở bên Pháp thì chúng tôi tiến hành cái kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm này ở dưới điều kiện đó là gây mê toàn thân để đảm bảo cho bệnh nhân được ngủ sâu, và chúng tôi đặt cái mắt thanh quản tức là thông khí cho bệnh nhân trong quá trình mà tiến hành nội soi, và chúng tôi sẽ và cho phép tiến hành là đứng người mà làm nội soi sẽ đứng ở phía đầu của bệnh nhân để tiến hành nội soi. À travers le masque laryngé, on va introduire l'écho-endoscope et comme vous le voyez en bas, repérer un ganglion. Une fois qu'on a repéré le ganglion, on va introduire l'aiguille qui va sortir en face et permettre de piquer le ganglion. Khi mà đưa ống soi vào, chúng tôi sẽ đưa ống soi phế quản siêu âm qua mắt thanh quản vào trong lòng khí phế quản, qua đó thì tiếp cận với cả cái thành khí phế quản và quan sát được cái cấu trúc hạch
ở trong trung thất, và tiếp đến sẽ đưa kim sinh thiết qua ống nội soi phế quản vào và tiến hành sinh thiết cấu trúc hạch trung thất. Alors, comment ça se passe? Je vais essayer de vous montrer le petit film comme la dernière fois. Attendez, je fais une petite manipulation. Hop, normalement, il est là. Voilà. Et est-ce que ça va fonctionner? Voilà. L'écho-endoscopie bronchique ou Tôi cũng cố ébus. gắng minh họa cho các bạn bằng một cái thước phim ngắn về quá trình mà thực hiện Cet kỹ thuật nội soi examen phế est quản siêu âm réalisé sẽ như thế nào. Oui. pour prélèvement diagnostique d'adénopathie médiastinale Là một découverte kỹ sur thuật un để thăm scanner dò các cái thoracique. cấu trúc, các cái hạch ở trong trung thất. L'écho-endoscopie est réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire, sans intubation. Kỹ thuật này thì được tiến hành dưới tình trạng là gây mê toàn thân trong phòng mổ mà không cần phải đặt ống nội khí quản. On utilise un écho-endoscope pour repérer les ganglions en échographie. L'écho-endoscope est un endoscope sur lequel est embarquée une sonde d'échographie. Chúng tôi sử dụng các cái đầu dò siêu âm gắn cái ống nội soi phế quản để thăm dò và nhận biết các cái cấu trúc hạch ở xung quanh hành khí phế quản ở trong trung thất. Và cái đầu dò siêu âm này sẽ được trang bị một cái bóng bơm nước để giúp chúng ta quan sát cái hình ảnh của hạch trung thất. Qui permet de repérer le ganglion. Và như vậy thì oui, như vậy thì chúng ta có thể quan sát được cái hình ảnh của hạch trung thất. Ensuite, le prélèvement est effectué à l'aide d'une aiguille. Tiếp đến thì cái việc mà lấy bệnh phẩm sẽ được thực hiện bằng một cái kim chuyên dụng. Vous voyez ici l'aiguille pénétrer dans le ganglion. Và trong quá trình mà nội soi chúng ta sẽ quan sát được trực tiếp hình ảnh của kim sinh thiết đi vào trong hạch. Le prélèvement est effectué. On voit Và việc l'aiguille lấy bệnh bouger dans phẩm le được ganglion. Les được cellules thực hiện diễn ra như vậy. prélevées sont mises dans un tube envoyé pour analyse. Và các cái bệnh phẩm lấy ra được từ kim sinh thiết sẽ được gửi đi làm cái xét nghiệm. Cet examen se réalise en 20 à 30 minutes en ambulatoire ou en hospitalisation. Và cái kỹ thuật này nó sẽ được thực hiện trong vòng từ khoảng 20 đến 30 phút trong các phòng cấp cứu hoặc là trong bệnh viện. Alors, et donc, pour résumer, donc ça se passe sous anesthésie générale. Nous, on ventile le patient avec un masque laryngé. L'opérateur se place à la tête du patient. Donc, c'est comme classique chez vous quand vous faites les endoscopies bronchiques souples. La gauche est à gauche et la droite est à droite. Et du fait de la présence d'une sonde d'échographie, on n'a pas une vision toute droite comme en endoscopie normale, mais une vision à 30 degrés, ce qui modifie un petit peu la technique d'endoscopie. Pour s'orienter, il faut avoir des repères anatomiques pour savoir où chercher les ganglions. On verra ça tout à l'heure. Vous verrez qu'il faut absolument, avant de piquer le ganglion, sortir un guide, sinon on risque de casser le fibroscope. Vous Et une fois. permis traduire, để mà tóm tắt lại thì chúng ta thấy là kỹ thuật này được thực hiện dưới tình trạng là gây mê toàn thân thông qua việc đặt mask thanh quản, và ở đây thì cái người thực hiện nội soi sẽ đứng ở phía đầu bệnh nhân cũng tương tự như là việc chúng ta nội soi phế quản thông thường, tức là khi đó thì cái chiều của bệnh nhân sẽ tương ứng với chiều của bác sĩ nội soi, tức là bên trái nó tương đồng với tay trái, bên phải của bệnh nhân tương ứng với cả tay phải, và ở đây thì cái trường nhìn của chúng ta nó sẽ không phải là trường nhìn toàn diện một cách giống giống như là trong nội soi phế quản thông thường, mà cái hướng nhìn của chúng ta sẽ check được một khoảng góc 30 độ, và trong quá trình chúng ta di chuyển thì chúng ta luôn luôn xác định các cái mốc giải phẫu ở trong lòng khí phế quản để di chuyển ống soi, và cần đảm bảo chắc chắn luôn luôn phải nhìn thấy cái ống dẫn đường, tức là cái hít, trước khi mà chúng ta đưa kim vào sinh thiết. Une fois qu'on a piqué le ganglion, donc on va faire 10 à 15 mouvements d'aiguille dans le ganglion avec une seringue qui est mise en aspiration. Et puis ensuite, on met ces prélèvements dans un tube et on recommence. On fait au moins 3 passages par ganglion.
Et lorsqu'on fait un staging médiastinal, on verra après quelles sont les indications, on commence toujours par le ganglion le plus élevé en termes de staging TNM pour la cancérologie. Và đối với mỗi cái lần sinh thiết thì đối với mỗi lần sinh thiết thì chúng ta sẽ tiến hành đâm kim vào trong cái tổ chức hạch có cái trang bị xi-lanh hút từ 10 đến 15 lần và tiến hành ít nhất là 3 lần sinh thiết cho mỗi cái vị trí hạch. Khi mà chúng ta tiến hành sinh thiết thì chúng ta sẽ tiến hành sinh thiết tại cái vị trí hạch từ nhẹ nhẹ à, từ nặng đến nhẹ theo cái phân loại TNM tức là từ N3 chúng ta đến các nhóm hạch N2 sau đó mới đến nhóm hạch N1. Les prélèvements sont mis dans un cytobloc, mais on verra qu'il y a différentes techniques. Nous, on fait un cytobloc avec du formol et la durée de l'examen, c'est entre 20 et 30 minutes lorsqu'il y a un ou deux ganglions à ponctionner. C'est plutôt 30 à 45 minutes quand on doit faire un staging médiastinal complet dans le cadre d'un cancer bronchique. Và cái khi mà lấy được bệnh phẩm thì chúng ta sẽ làm những cái xét nghiệm có khối tế bào hoặc là những cái kỹ thuật khác và bệnh phẩm được ngâm trong cái hóa chất mà hormone và cái thời gian thực hiện kỹ thuật này thông thường là từ 30 đến 45 phút nó tùy vào cái số lượng mà hạch thông thường thì mỗi lần mà chúng ta tiến hành sinh thiết chúng ta tiến hành sinh thiết 1 đến 2 cái vị trí hạch trung thất. Alors, comme tout examen, notamment tout examen invasif, avant de commencer, il faut expliquer au patient l'examen, quel est son déroulement, combien de temps ça dure, quels sont les bénéfices et risques attendus de cet examen. En France, on recueille toujours le consentement du patient et on répond aux questions du patient. Cũng như tất cả những kỹ thuật khác thì cái việc mà chuẩn bị cho kỹ thuật eBus này cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần phải giải thích cho bệnh nhân về cái việc mà tiến hành thủ thuật như thế nào, thời gian diễn ra thủ thuật, các cái lợi ích, nguy cơ hay là biến chứng có thể gặp thủ thuật và có sự cam kết đồng ý thực hiện của bệnh nhân và tiếp đến là trả lời cái thắc mắc của bệnh nhân. Ensuite, avant l'examen, on le prépare et on vérifie qu'il y a bien une indication à cet examen. Est-ce que ça change la prise en charge du patient? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire le diagnostic? Une médiastinoscopie, une thoracoscopie? Est-ce que c'est moins invasif? Est-ce que c'est plus rentable? On vérifie aussi qu'il n'y ait pas de contre-indication. Le patient, comme il va être sous anesthésie générale, nécessite de voir l'anesthésiste en consultation. Et bien entendu, il faut vérifier que la salle d'endoscopie, le personnel formé à l'endoscopie et le matériel sont disponibles et fonctionnent bien. Và quá trình mà thực hiện chuẩn bị thực hiện chúng ta cũng cần phải kiểm tra lại chắc chắn cái việc cái chỉ định của kỹ thuật này nó mang đến những cái giá trị gì trong chẩn đoán cũng như là trong can thiệp điều trị đối với bệnh nhân và liệu có các kỹ thuật các phương pháp khác có được sử dụng để chẩn đoán hơn mà nó ít xâm lấn hơn hay là có lợi ích nhiều hơn hay không, ví dụ như kỹ thuật như là nội soi lồng ngực hay nội soi trung thất chẳng hạn. Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng không có cái chống chỉ định gì của kỹ thuật này và cần phải cho bệnh nhân khám bác sĩ gây mê trước khi mà tiến hành kỹ thuật, đồng thời phải kiểm tra lại các cái vấn đề như là dụng cụ rồi đảm bảo về mặt nhân lực. Alors, parmi les indications de l'EBUS, il faut déjà voir si les ganglions qu'on a vus sur le scanner sont accessibles en écho-endoscopie. On ne peut pas atteindre tous les ganglions en écho-endoscopie puisqu'il faut qu'ils soient proches de l'arbre trachéobronchique. Il ne faut pas qu'ils soient trop loin. Alors, lesquels on peut biopsier? Eh bien, les zones paratrachéales supérieures, c'est-à-dire de droite et de gauche. La zone rétrotrachéale, 3P, la zone paratrachéale inférieure droite et gauche, donc 4 droite, 4 gauche. Le plus facile pour les débutants, le sous-carénaire. Et puis les ganglions qui sont hilaires, interlobaires ou lobaires, c'est-à-dire les 10, 11 et 12 à droite et à gauche. Mais on ne peut pas, par exemple, cytoponctionner les aires 5 et 6 ou 8 et 9, qui nécessitent plutôt pour 8 et 9 une échoendoscopie œsophagienne. Et 5 et 6 ne sont pas du tout accessibles. Il faut une chirurgie pour une thoracoscopie pour les biopsies. Và trong các cái vị trí hạch trung thất mà chúng ta quan sát được ở trên phim các lớp vi tính thì chúng ta không phải là kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm có thể tiếp cận được tất cả vị trí hạch trung thất đó mà chỉ có thể tiếp cận được các cái hạch trung thất mà nó nằm xung quanh thì phế quản thôi. À, ví dụ như là ở đây là cái nhóm hạch
cao của cạnh khí quản ở phía cao, đó là nhóm hạch 2R và 2L, tức là nhóm hạch số 2 bên phải và bên trái. Tiếp đến là cái nhóm hạch mà phía sau của khí quản, nhóm hạch số 3, rồi cái nhóm hạch mà phía đoạn thấp của khí quản bên phải và bên trái, 4R và 4L. Rồi cái vị trí hạch mà sinh tiết dễ nhất trên nội soi phế quản siêu âm, đó là hạch nhóm số 7 dưới carina. Tiếp đến các nhóm hạch mà chúng ta có thể tiếp cận được, đó là nhóm hạch mà ở rốn phổi, cái nhóm hạch mà quanh thùy phổi như nhóm hạch số 10, 11 và 12. Còn cái nhóm hạch, một số nhóm hạch chúng ta không thể tiếp cận được trên nội soi phế quản siêu âm, ví dụ như là cái nhóm hạch mà số 8, số 9 chẳng hạn. Các cái nhóm hạch này thì có thể tiếp cận được thông qua cái nội soi siêu âm thực quản, còn hay là nhóm hạch số 5, số 6 thì cái nhóm hạch này thì chỉ có thể tiếp cận được thông qua kỹ thuật mà nội soi lồng ngực hay nội soi trung thất. Alors, quelles sont les indications des coendoscopies? Donc, quand on a des adénopathies médiastinales qui sont accessibles techniquement en échoendoscopie, ça va être utile pour, par exemple, le diagnostic de cancer bronchique, de métastases ganglionnaires de cancer autre que le cancer bronchique, de sarcoïdose, de tuberculose, l'histoplasmose également. Et puis, on peut parfois faire des diagnostics de lymphome en échoendoscopie, mais si on suspecte très fortement un lymphome, il vaut mieux faire une médiastinoscopie parce qu'on aura un prélèvement de meilleure qualité avec l'architecture du ganglion qui permettra à l'anapathe de mieux caractériser le lymphome. Donc on peut faire le diagnostic en échoendoscopie pour le lymphome, mais ce n'est pas le meilleur examen. Đối với các cái chỉ định của kỹ thuật IBUS này thì được sử dụng trong những trường hợp mà chúng ta chuẩn đoán nguyên nhân các hạch trung thất mà chúng ta có thể tiếp cận được. Đầu tiên là cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ ung thư phế quản. Tiếp đến là những trường hợp ung thư di căn hạch trung thất, có thể là ung thư ở phế quản, ung thư ở chỗ khác. Rồi một số trường hợp khác như là bệnh nhân bị sarcoidosis, bị lao hay là bị histoplasmose. Hay một số trường hợp hiếm gặp hơn là chúng ta có nghi ngờ u lympho. Tuy nhiên là những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ u lympho thì chúng ta nên tiến hành kỹ thuật là nội soi trung thất để chúng ta có thể lấy được cái bệnh phẩm tốt hơn trong cái xét nghiệm chuẩn đoán xác định, vừa có thể chuẩn đoán xác định cái u lympho cũng như là định tuyết các cái đặc điểm của u lympho. L'autre indication très importante de l'échoendoscopie bronchique, c'est le staging du cancer bronchique. On va voir dans quelles indications il faut absolument faire un staging. C'est notamment dans le cadre du bilan préopératoire pour être sûr que le patient ne soit pas N3 ou N2 avant une chirurgie ou pour l'inclusion dans des protocoles. Một trong những chỉ định rất quan trọng đó là chúng ta chuẩn đoán giai đoạn ung thư khí phế quản. Đó là chúng ta, như tôi đã nói, khi trong trường hợp chuẩn đoán giai đoạn, chúng ta bắt đầu một cái nhóm hạch từ mức độ nặng đến mức độ nhẹ, từ nhóm N3, N2 đến N1. Thì đây là một cái thăm dò rất là quan trọng thường quy đối với những bệnh nhân ung thư khí phế quản, đặc biệt là để chuẩn bị cho phẫu thuật. Thì như các bạn đã biết, trước phẫu thuật chúng ta phải xác định các cái giai đoạn có thể N1, N2, N3 rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật được. Enfin, ça c'est anecdotique, mais lorsqu'on a des kystes bronchogéniques, on peut voir que la nature kystique liquidienne du kyste bronchogénique est donc le différencier d'un ganglion, par exemple, ou d'une lésion tumorale. Si on voit un kyste bronchogénique, il ne faut surtout pas le ponctionner parce que le fait de rentrer une aiguille à l'intérieur peut entraîner un risque d'infection de ce kyste. Một cái chỉ định nữa đó là đối với trường hợp mà có xuất hiện các kén, chúng ta sẽ quan sát để phát hiện các cái kén phế quản. Khi mà để mà phân biệt cái cấu trúc kén này với cái tổn thương khác trong trung thất, ví dụ như là hạch hay là cái khối u trong trung thất. Trong trường hợp mà chúng ta quan sát được các cái kén phế quản thì lưu ý là trường hợp này chúng ta không nên sinh thiết, vì khi mà sinh thiết sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn với kén phế quản này. Alors, on va reparler du staging médiastinal par échoendoscopie dans le cadre d'un cancer bronchique. Donc, il faut imaginer qu'on a un diagnostic de cancer bronchique, un nodule qui a été biopsié ou une très forte suspicion de cancer bronchique. Quand est-ce qu'on va faire un staging? Eh bien, lorsqu'il y a un cancer bronchique qui est opérable avec des adénopathies dont le petit axe est de plus de 1 cm, qui sont médiastinales, hilaires au scanner, et ou des ganglions médiastinaux et hilaires, hypermétaboliques au PET scanner, et bien entendu accessibles à l'échoendoscopie. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái chỉ định khi nào chúng ta thực hiện các cái kỹ thuật IBUS để chẩn đoán cái giai đoạn ung thư khí quản. Ở đây thì chúng ta tưởng tượng là chúng ta đã có một bệnh nhân
được chẩn đoán xác định, tức là chữ ung thư phế quản, hoặc là có một cái tổn thương khối u nghi ngờ rất cao là ung thư phế quản, thì cái chỉ định đầu tiên đó là cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái hạch có đường kính trên 1 cm, có thể là hạch trung thất hoặc xuống phổi, quan sát được trên các lớp vi tính, hoặc là những cái hạch đấy nó sẽ tăng chuyển hóa khi mà chụp PET-CT. Ensuite, pardon, pourquoi ça a pas fait? Il manque une. Voilà, excusez-moi. Alors, on peut également faire un staging alors qu'il n'y a pas d'adénopathie médiastinale au scanner et qu'il n'y a pas non plus d'adénopathie médiastinale au PET scanner dans 4 indications. La première, c'est si on a des adénopathies hilaires homolatérales, donc au niveau du hile, qui font plus d'un centimètre de petit taxe et ou qui sont hypermétaboliques au PET scanner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adénopathie médiastinale, N2 ou N3, mais il y a des adénopathies N1 de plus de 1 cm, éventuellement hypermétaboliques au PET scanner. Ou alors, si la tumeur pulmonaire primitive est non hypermétabolique, ou alors si la tumeur primitive est de plus de 3 cm, ou alors si la tumeur primitive est très centrale. Et en cas de tumeur primitive centrale, si l'échoendoscopie bronchique est négative, on recommande une médiastinoscopie avant la chirurgie pour être certain du staging médiastinal négatif. Và kể cả trong những trường hợp mà chúng ta không quan sát thấy những cái tổn thương hạch trung thất trên phim chụp các lớp vi tính hay là phim chụp PET-CT, thì chúng ta vẫn có cái chỉ định để làm kỹ thuật E-burst để chẩn đoán giai đoạn ung thư phế quản, gồm 4 cái chỉ định như sau. Thứ nhất là trong trường hợp mà bệnh nhân quan sát thấy trên nội soi siêu âm cái hạch rốn phổi cùng bên trên 1 cm có thể kèm theo hoặc là tăng chuyển hóa trên phim chụp cắt lớp vi tính. Có thể là cái hạch này nó ở thường là khi mà có hạch rốn phổi thì nó xác định là ít nhất là ở vị trí N1 rồi. Hoặc cái chỉ định thứ hai là trong trường hợp mà bệnh nhân có những cái khối u nguyên phát trên phim chụp cắt lớp vi tính, tuy nhiên mà khối u này nó không tăng chuyển hóa trên phim chụp PET-CT. Chỉ định thứ ba là những trường hợp mà bệnh nhân có khối u nguyên phát và kích thước là từ 3 cm trở lên. Và trường hợp thứ tư đó là những trường hợp mà bệnh nhân có những khối u phổi ở vị trí trung tâm. Thì trong trường hợp mà khối u phổi có xu hướng ở vị trí trung tâm, kể cả khi chúng ta thực hiện kỹ thuật E-burst mà cho cái xét nghiệm và âm tính, chúng ta vẫn cần thiết phải tiến hành nội soi trung thất hay nội soi lồng ngực trước khi mà tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Enfin, on peut également faire un restaging après une chimiothérapie néoadjuvante par échoendoscopie. Và một trường hợp cuối cùng đó là chúng ta cần phải thực hiện lại cái việc mà chẩn đoán giai đoạn và kỹ thuật E-burst này sau khi mà bệnh nhân đã thực hiện hóa trị liệu. Alors c'est un examen qui est plutôt bien supporté, mais il peut y avoir des complications, d'abord à cause de l'anesthésie générale, puis ensuite les complications de l'ébus elle-même. La plupart du temps, c'est des complications techniques, c'est-à-dire l'aiguille qui se casse parce que elle peut se tordre. Si les ganglions sont très difficiles à biopsier, on peut avoir l'aiguille qui se tord dedans et qui se casse dans le ganglion. On peut également endommager le bronchoscope, notamment si on ne sort pas le petit guide avant de sortir l'aiguille. Parfois, c'est le maniement de l'endoscope lors de son transport. Comme toute endoscopie, il peut y avoir des bronchospasmes. À cause de la ponction transpariétale, on peut avoir des pneumomédiastins, voire des pneumothorax. Il peut également survenir des médiastinites, notamment si on ponctionne des kystes bronchogéniques. On peut avoir un saignement si on ponctionne un gros vaisseau au lieu de ponctionner un ganglio. On peut avoir des hématomes intramuraux et si on ponctionne le cœur, bien entendu, des tamponades cardiaques. Phục vụ cho cái việc chẩn đoán cái E-burst này, thì cái kỹ thuật này cũng có những cái biến chứng nhất định. Đầu tiên là những cái nguy cơ, những biến chứng liên quan đến cái việc mà chúng ta áp dụng được gây mê toàn thân. Thứ hai là những cái biến chứng về mặt kỹ thuật của kỹ thuật E-burst này, thì cái đầu tiên đó là cái biến chứng, cái tai nạn liên quan đến cái việc mà bị hỏng tim, thì khi mà tiến hành sinh thiết tim có thể bị xoắn, bị vặn hay bị gãy khi mà chúng ta chọc tim mà để sinh thiết được cấu trúc hạch trong trường hợp mà hạch cứng. Rồi cái biến chứng thứ hai rất hay gặp đó là biến chứng mà liên quan đến việc làm hư hại ống soi, đó là thường biến chứng thường gặp nhất, thì nó thường xảy ra nhất trong cái tình huống mà khi mà chúng ta đưa kim vào trong ống soi và sinh thiết có thể làm hư hại ống soi. Trong trường hợp mà chúng ta đưa kim mà không quan sát thấy cái tip bảo vệ,
thì việc này chúng ta cần phải bảo vệ cẩn thận trong quá trình sử dụng và di chuyển nội soi, và đặc biệt là trong quá trình mà chúng ta sử dụng kim để sinh thiết phải luôn nhìn thấy cái vít bảo vệ của kim trước khi mà chúng ta đưa kim vào sinh thiết vào trong hạch. Và tiếp đến các biến chứng khác như là có thể gây ra tình trạng là co thắt phế quản, rồi tình trạng mà chúng ta gây ra tình trạng tràn khí trung thất là tràn khí màng phổi do chúng ta tiến hành sinh thiết những cấu trúc ngay sát khí phế quản. Rồi những bệnh nhân có thể gặp biến chứng như là viêm trung thất trong trường hợp chúng ta chọc vào những kén phế quản, hay là những bệnh nhân bị chảy máu khi đâm vào mạch máu lớn rồi tụ máu khi mà chọc vào động mạch, hoặc là tràn dịch vào ngoài tim. Alors, la diapo suivante, vous la connaissez déjà, c'est la gestion des antiagrégants et des anticoagulants avant une échoendoscopie bronchique. Donc, c'est une toute petite partie du tableau de la semaine dernière, puisque comme on va faire des biopsies, des cytoponctions des ganglions, plus exactement, il y a un risque hémorragique. Et donc, on peut continuer l'aspirine, mais par contre, il faut arrêter le clopidogrel, les antivitamines K et les anticoagulants oraux directs tels que apixaban et rivaroxaban. Et en fait, la durée d'arrêt et le remplacement, enfin, c'est-à-dire le relais par un autre anticoagulant, dépend du risque thrombotique du patient, donc de l'indication pour laquelle le patient prend ce traitement antiagrégant ou anticoagulant. À, và đây là cái hướng dẫn mà xử trí về việc cái dùng thuốc chống đông, chống đông tiểu cầu trong khi thực hiện kỹ thuật IMUS. Thì cái này chúng tôi cũng đã nhắc đến trong cái bài trình bày lần trước. Thì cái phần này chúng ta tách thành một cái phần nhỏ từ cái bảng mà tôi trình bày cho các bạn hôm trước. Khi mà tiến hành ở đây chúng ta tiến hành cái nguy cơ khi làm IMUS là nguy cơ chảy máu cao. Khi mà tiến hành sinh thiết hạch trung thất thì chúng ta phải tính đến các cái nguy cơ mà chảy máu của bệnh nhân, rồi cái việc mà sử dụng thuốc chống, bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông là thuốc gì. Ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân mà chỉ dùng aspirin thôi thì chúng ta không cần phải ngừng aspirin. Tuy nhiên là nếu mà bệnh nhân dùng các cái thuốc như là clopidogrel hay là kháng vitamin K hay là những cái chống đông đường uống trực tiếp thế hệ mới như là dabigatran chẳng hạn thì bắt buộc phải ngừng trước khi làm thủ thuật và tiến hành sinh thiết qua nội soi siêu âm. Và khi mà ngừng những thuốc này thì chúng ta cũng lưu ý phải cân nhắc cái nguy cơ mà các cái bệnh lý tim mạch bệnh nhân có thể gặp phải sau khi ngừng thuốc để có những cái biện pháp mà dùng thuốc cũng như là sử dụng những thuốc thay thế phù hợp. Alors, le jour de l'échoendoscopie bronchique, il faut que le patient soit bien le bon patient, il faut vérifier son identité, il faut qu'il soit à jeun, qu'il a arrêté les médicaments à risque hémorragique, qu'il ait signé son consentement et que toute l'imagerie, notamment scanner thoracique et PET scanner, soit disponible. L'infirmière et l'endoscopie et le pneumologue doivent être bien présents et il faut également, dans la salle d'endoscopie, une infirmière d'anesthésie et un anesthésiste. Và khi mà thực hiện kỹ thuật này thì đầu tiên là về các cái điều kiện của bệnh nhân thì chúng ta cần phải kiểm tra các thông tin của bệnh nhân có đầy đủ hay không, bệnh nhân đã được nhịn ăn hay chưa và đã dùng những cái thuốc mà có nguy cơ chảy máu hay chưa, cũng như là bệnh nhân đã ký cam kết đồng nội soi. Rồi các cái xét nghiệm về chuẩn đoán hình ảnh bệnh nhân là có, trong đó những cái phim chụp về các lớp vi tính hay là phim chụp PET-CT là bắt buộc. Rồi các đòi hỏi phải có các bác sĩ hô hấp và các điều dưỡng để mà phụ nội soi siêu âm, rồi các cái bác sĩ gây mê cũng như là cái điều dưỡng phụ mê. Alors là toute cette première partie du cours c'est des considérations un peu générales sur l'échoendoscopie qui peuvent être utiles à tout médecin généraliste, pneumologue qui va avoir un patient qui va bénéficier d'une échoendoscopie. Et maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail qui va surtout intéresser les pneumologues qui pratiquent l'échoendoscopie, puisqu'on va voir comment naviguer dans la trachée et les bronches et où trouver les ganglions. À quel endroit se trouvent-ils dans la trachée et les bronches. Donc, c'est vraiment là très, très spécialisé. Cái kỹ thuật IMUS này thì nó hơi đặc thù một chút so với các kỹ thuật nội soi phế quản. Ví dụ kỹ thuật nội soi phế quản thường quy mà chúng ta học ở bài trước thì có thể là được tiến hành bởi các cái bác sĩ hô hấp hoặc thậm chí là những cái bác sĩ nội khoa thông thường. Tuy nhiên thì cái kỹ thuật mà nội soi phế quản siêu âm này thì nó khó hơn và nó bắt cần thiết phải được tiến hành bởi các cái bác sĩ mà được đào tạo chuyên sâu, những cái bác sĩ chuyên ngành hô hấp. Vì khi mà tiến hành nội soi chúng ta phải xác định được các cái vị trí giải phẫu, xác định được cái mốc giải phẫu cùng tiến hành thăm dò trong một tê khí quản, thì cái kỹ thuật này nó có tính chất khó hơn là kỹ thuật nội soi phế quản thông thường. Alors, je vous rappelle les adénopathies qui sont
accessible en écho-endoscopie bronchique, c'est les 2R et 2L, 3P, 4R et 4L, 7 et 10, 11, 12. Và tôi xin phép được nhắc lại các cái vị trí hạch mà chúng ta có thể tiếp cận được qua kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm, rất là kỹ thuật nhóm mạch số 2R và 2L, nhóm mạch số 3, nhóm mạch số 4R và 4L, nhóm mạch số 7, nhóm mạch số 10, 11 và 12. Alors, voilà ce qu'il y a autour de la trachée. Là, vous avez une vue de la basse trachée avec la carène juste en face, la bronche souche gauche à gauche, la bronche souche droite à droite, et tout autour, il y a énormément de vaisseaux, mais nous, on ne les voit pas quand on est en endoscopie souple. Mais il y a l'aorte, les artères pulmonaires droite et gauche, la veine cave supérieure et la veine azygos. Và ở cái cấu trúc giải phẫu mà xung quanh cái cây khí phế quản ấy, chúng ta nhận thấy rằng là xung quanh cây khí phế quản ở cái vị trí mà khí quản và carina thì sẽ có rất nhiều cấu trúc mạch máu lớn mà chúng ta không thể quan sát được nếu mà chỉ sử dụng kỹ thuật nội soi phế quản thông thường, ví dụ như là quai động mạch chủ này, rồi cái thân độc mạch phổi, tĩnh mạch chủ trên, cái tĩnh mạch azygos. Et en fait, ces vaisseaux vont nous aider à nous repérer, ils vont nous servir de repère pendant l'écho-endoscopie, puisqu'on peut les voir avec l'échographe, et ils vont nous dire exactement où on se situe. Et il y a un cours qui est très très bien fait, que je conseille à ceux qui le peuvent, c'est le cours de l'European Respiratory Society sur l'écho-endoscopie bronchique. Et c'est un pneumologue danois, je crois, qui a fait un travail remarquable de cartographie des ganglions très simplifié. Donc, comme vous voyez, par exemple, la veine azygos à droite, elle permet de repérer les adénopathies 4R qui sont au-dessus et de les différencier avec les adénopathies 10R qui sont en dessous. De l'autre côté à gauche, l'arc aortique et l'artère pulmonaire gauche permettent de repérer les ganglions qui sont dans la zone 4 gauche. Après, la carène nous aide pour retrouver le ganglion sous-carénaire, qui est le plus facile. Et puis, nous verrons après pour comment repérer les ganglions 10 gauche, 11 droit et gauche, etc. Và cái việc mà sử dụng cái nội soi phế quản siêu âm thì sẽ cho phép chúng ta quan sát cái cấu trúc mạch máu lớn ở nằm cạnh cái phế quản, qua đó sẽ xác định được chính xác cái vị trí của các cái động mạch, cái mạch máu lớn, cũng như là xác định được chính xác cái vị trí hạch mà chúng ta cần tiến hành sinh thiết khi mà tiến hành nội soi. Thì đây là một cái hình ảnh tổng hợp về các cái mốc giải phẫu trên nội soi phế quản siêu âm từ một cái khóa học rất là hữu ích được thực hiện, tôi đã được học ở trong của cái hội hô hấp châu Âu, được giảng dạy một cái bác sĩ hô hấp là người Đan Mạch. Người ta đưa ra những cái mốc giải phẫu như chúng ta thấy ở trên hình, ví dụ như là khi mà chúng ta ở bên phải chúng ta nhìn thấy cái quai tĩnh mạch azygos thì ở phía trên đó là chính là cái nhóm hạch số 4R và phía dưới là nhóm hạch 10R. Tiếp đến như ở bên trái, khi mà chúng ta nhìn thấy cái quai động mạch chủ rồi thì ở giữa cái quai động mạch chủ và cái động mạch phổi thì là nhóm 4L, rồi đến cái nhóm hạch số 7 là chúng ta sẽ nhìn thấy ở vị trí carina là nhóm hạch mà dễ quan sát nhất. Rồi tiếp đến thì đối với nhóm hạch tương ứng với nhóm hạch số 10 hay 11 thì cũng ở cái vị trí mốc tương tự. Alors, voici déjà au PET scanner, je vous ai pas fait de représentation en endobronchique, où se trouvent les adénopathies paratrachéales hautes de droite et de gauche. Eh bien, elles sont très haut situées autour de la trachée. Et en fait, en écho-endoscopie, bah, quand on rentre dans la trachée haute, on tourne à droite ou on tourne le poignet à gauche et on les repère assez facilement avec l'échographe. Và đi vào các cái vị trí nhóm hạch cụ thể thì cái nhóm hạch đầu tiên đó là nhóm hạch số 2RL trên phim chụp cắt lớp vi tính và trên chụp PET-CT hình ở đây là nhóm hạch cạnh khí quản đoạn cao. Và cái nhóm hạch này thì khi mà chúng ta đi vào trong khi tiến hành nội soi, chúng ta rất dễ dàng nhận ra khi mà đường soi nó nằm ở vị trí cao của khí phế quản. Ensuite, les adénopathies paratrachéales basses 4R, elles sont situées juste là sur le scanner. Et en écho-endoscopie,
on va se placer juste à l'entrée de la branche souche droite et tourner légèrement le poignet vers la droite. Alors, je vous montre la diapo d'après, où on voit ici l'adénopathie 4R au scanner, qui se retrouve, qui va être présentée là en jaune en vision endoscopique. Et en fait, elle est entre 2h et 3h. Si on représentait une horloge, c'est à 2h ou 3h. Et voilà, on la repère comme ceci en échographie. Và cái nhóm hạch tiếp theo đấy là nhóm hạch đoạn thấp của phế quản ở phía bên phải, phía bên trái, đó là nhóm hạch số 4R. Thì từ cái vị trí phía trên chúng ta sẽ đi đưa cái ống soi dần xuống dưới và chúng ta sẽ quay cái đầu ống nội soi phế quản siêu âm sang dần bên phải thì sẽ phát hiện được cái nhóm hạch cạnh khí quản đoạn thấp bên phải. Thì cái vị trí, cái góc quay của cái ống soi để mà có thể nhận ra được cái nhóm hạch 4R này nó khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ. À, như trên hình mà chúng tôi minh họa với các hình ảnh về chụp cắt lớp vi tính hay là hình ảnh nội soi phế quản, và chúng ta có thể nhận ra được cái hình ảnh của nhóm hạch 4R trên hình ảnh siêu âm. Ensuite, pour l'adénopathie 4 gauche, donc elle se situe ici au scanner et au PET scanner. Et là, on va plutôt mettre le poignet vers la gauche. Donc, vous l'avez ici. Vous allez la trouver plutôt vers 9h sur la gauche en fibroscopie, et l'échographie va confirmer qu'on la retrouve ici. Souvent, on trouve l'arc aortique et l'artère pulmonaire. Donc, on se met vers la gauche à l'entrée de la branche souche gauche et on remonte jusqu'à voir l'arc aortique et l'artère pulmonaire. Et au milieu, entre les deux, on devine cette adénopathie 4L à 9h à peu près. Và cái nhóm hạch tiếp theo đó là nhóm hạch mà đoạn thấp khí phế quản ở bên trái. Thì như hình ảnh trên chụp các lớp vi tính, chúng ta sẽ đưa cái ống nội soi phế quản từ xuống dưới và quay dần sang phía bên trái, tựa vào thành bên trái. Và cái góc và quay của cái ống nội soi phế quản là khoảng 9 giờ như trên hình minh họa. Rồi chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của nhóm hạch số 4L. Thông thường thì những cái hạch này để mà xác định hạch nhóm 4L này, chúng ta sẽ quan sát để tìm cái cấu trúc xung quanh như là khoai động mạch chủ và cái động mạch phổi bên trái, thì nằm giữa cái khoai động mạch chủ và động mạch phổi bên trái thì sẽ là nhóm hạch 4L. Alors l'adénopathie 7 ou sous-carénaire, c'est la plus facile et c'est bien pour de commencer à s'entraîner sur cette adénopathie parce qu'elle est souvent très volumineuse et très facile d'accès. Alors elle se trouve donc, comme son nom l'indique, sous la carène, donc entre la branche souche droite et la branche souche gauche. Và cái nhóm hạch tiếp theo đó là nhóm hạch số 7. Thì đây là một cái nhóm hạch dễ tiếp cận nhất trên nội soi phế quản siêu âm. Thường người ta sẽ tiếp cận đầu tiên trên nội soi phế quản siêu âm. Và các cái vị trí hạch bệnh lý ở cái nhóm này thì cũng cho cái kích thước lớn nhất. Thì cái tiếp cận cái nhóm hạch này thì nó rất là đơn giản. Chúng ta có thể đi đến qua carina và có thể tựa vào cái thành bên trái hoặc là cái thành bên phải, tức là ở phế quản gốc phải hoặc gốc trái, quay về phía carina và có thể tiếp cận được cái nhóm hạch này. Et donc, vu de plus près, ici, donc, au scanner, on la voit sous la carène et on peut se mettre en endoscopie. Le plus simple, c'est de se mettre à la droite du patient et de plaquer l'écho-endoscope contre la paroi en faisant un petit mouvement de va-et-vient de notre gauche vers notre droite. Donc, en fait, pour le patient, de l'arrière vers l'avant, et on va la repérer. Si elle est plutôt latéralisée à gauche, bien sûr, on se met plutôt à gauche du patient. Et on fait ce même mouvement et ça permet de bien explorer toute cette zone parce que l'adénopathie sous-carénaire, elle peut être plutôt un peu antérieure ou plutôt un peu postérieure. On va balayer la zone jusqu'à la trouver. Và đây là cái vị trí, cái hình ảnh của nhóm hạch số 7 trên phim chụp cắt lớp vi tính, và cái vị trí mà chúng ta có thể tiếp cận được khi mà chúng ta nội soi phế quản và chúng ta đưa ống soi vào cái vị trí hình màu vàng để đến đầu dò nội soi phế quản siêu âm. Thế tựa vào thành bên phải của cái carina và có thể tiếp cận được cái vị trí nhóm hạch số 7. Thì chúng ta có thể là tiếp cận từ phía bên phải hoặc là từ phía bên trái. Trong một số trường hợp thì cái hạch thì nó có thể tăng kích thước và nó có thể quay lên, tăng kích thước lên và có thể lớn hơn một chút, thì có thể nằm ở phía trước nhiều hơn hoặc là phía sau nhiều hơn.
chúng ta sẽ điều chỉnh cái ống soi ra phía trước hoặc ra đằng sau để mà có thể quan sát rõ cái nhóm hoạch số 7. Và trên hình ảnh là chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh số nhóm hoạch số 7 trên cái hình ảnh nội soi siêu âm. Alors, pour trouver l'adénopathie 10 droite, là, c'est la plus difficile, je trouve, techniquement, parce qu'il faut rentrer dans le lobe supérieur droit, et c'est juste à l'entrée du lobe supérieur droit, à la fin de la branche souche droite, à l'entrée du lobe supérieur droit. Et techniquement, ce n'est pas facile parce que l'écho endoscope est souvent un peu gros et on a du mal à rentrer dans cette zone. Và cái nhóm hạch tiếp theo là nhóm hạch số 10R thì tôi đánh giá đây là một cái nhóm hạch rất là khó tiếp cận trên nội soi phế quản siêu âm. Vì sao? Vì đầu tiên thì để mà có thể tiếp cận cái nhóm hạch này chúng ta cần phải đưa cái ống soi vào trong cái vị trí của cái phế quản phía trên của bên phải. Thì thông thường để mà đưa ống soi thông thường vào cái phế quản phía trên của bên phải thì không khó. Tuy nhiên đối với cái ống nội soi phế quản siêu âm, cái việc mà đưa vào thì nó khá là khó khăn do cái kích thước ống soi nó to và nó khá là khó điều khiển. Donc, on va la trouver en rentrant dans la légèrement dans la lobaire supérieure droite et on la trouve à peu près à 2 heures avec un poignet fléchi à 2 heures. Voilà. Đây là hình ảnh mà trên phim chụp cắt lớp vi tính. Còn trên hình ảnh nội soi siêu âm thì chúng ta sẽ hướng cái ống nội soi theo cái chiều là 2 giờ về phía bên phải. Pour la 10 gauche, bah là également, c'est un petit peu difficile. Il faut rentrer dans la branche lobaire supérieure gauche. C'est à son entrée et c'est plutôt à 11 heures, avec une flexion du poignet vers 11 heures qu'on va la trouver. Và cái nhóm hạch số 10L bên trái thì cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta cần phải đi vào cái phế quản gốc rồi đến cái phế quản phía trên của trái. Rồi sau đó thì quay sang quay cái ống nội soi vào cái vị trí hướng 11 giờ để quan sát cái hình ảnh của hạch này. Je vous ai pas représenté sur les diapositives l'accès aux adénopathies 11 droite et 11 gauche. Alors elles sont très faciles d'accès parce que il suffit de se mettre sous le l'éperon. L'aubaire supérieure à droite et l'aubaire supérieure à gauche. Donc souvent, elles sont assez faciles à trouver. Par contre, elles sont entourées des vaisseaux et il faut vraiment vérifier qu'on ne pique pas dans le vaisseau parce que ce sont des cytoponctions qui peuvent être très hémorragiques puisqu'il y a énormément de vaisseaux autour. Ở đây thì chúng tôi không đưa ra cái phần trình bày với các bạn về để cách tiếp cận nhóm hạch số 11 L và L vì cái nhóm hạch này nó tương đối là khá là dễ tiếp cận. Thì chúng ta chỉ cần đi và đưa ống soi vào xuống cái phần vị trí các cái phế quản phía dưới bên của phải và phía trái. Tuy nhiên thì khi mà đến tiếp cận cái nhóm hạch này chúng ta cần phải lưu ý là các cái nhóm hạch 11R và L này thì có rất nhiều cái cấu trúc mạch máu vào xung quanh và chúng ta hết sức phải lưu ý khi mà tiến hành sinh thiết trong cút vào nhóm hạch này để tránh những biến chứng mà gây chảy máu. Alors ensuite, une fois qu'on a fait l'examen, on va décrire sur le compte-rendu les différents ganglions qu'on a trouvés en décrivant leur taille, c'est plus exactement leur profondeur, si les ganglions sont plutôt ronds ou ovales, si les limites sont nettes ou non, et s'ils sont plutôt homogènes ou hétérogènes. Khi mà sau đã tìm thấy tiếp cận được cái hạch rồi thì chúng ta cần phải đánh giá các cái đặc điểm của hạch trung thất thì chúng ta sẽ đánh giá dựa vào các đặc điểm đầu tiên là về kích thước hay là mà cách khác là cái độ sâu của hạch thì dựa trên cái trục mà kích thước nhỏ rồi đánh giá hình dạng xem là hạch nó hình tròn nó hình bầu dục và các cái giới hạn quan sát thì nó có rõ ràng hay không và cuối cùng là cái tính chất âm nó đồng âm hay là nó âm nó không đồng nhất. Alors une diapositive importante qui est comment utiliser l'aiguille. Donc nous, on utilise plutôt des aiguilles de 22 gauges, mais il existe des aiguilles qui font 21 gauges. On introduit l'aiguille qui est à l'intérieur du guide dans le canal opérateur. On clipse, on a un petit élément pour clipser. Je ne peux pas vous montrer comme ça, mais il y a un petit clip tout en bas qui permet de fixer l'aiguille sur le bronchoscope. Ensuite, on règle la hauteur du guide pour qu'il soit visible très légèrement au bout de, enfin, en face à la sortie de l'endoscope. On règle, on règle ensuite la profondeur de sortie de l'aiguille.
Một trong những cái phần rất rất quan trọng của bài học hôm nay đó là cái việc mà chúng ta thực hiện cái kỹ thuật là chọc hút hạch qua nội soi phế quản xương như thế nào. Thì thường là chúng tôi sẽ chuẩn bị tiến hành bởi kim. Chúng tôi thường mà tiến hành sinh tiết hạch bằng cỡ kim là khoảng 21. Đầu tiên là chúng ta sẽ đưa cái kim với cái hít, tức là cái hệ thống dẫn đường này, vào trong ống nội soi phế quản siêu âm. Sau đấy sẽ cố định cái kim vào ống soi. Tiếp đến là khi mà cố định xong rồi thì sẽ điều chỉnh một cách nhẹ nhàng để làm sao mà chúng ta quan sát được thấy rõ cái đầu hít nó ra khỏi cái ống soi. Une fois qu'on a rentré l'aiguille ainsi, on va repérer de nouveau l'adénopathie, sortir l'aiguille, piquer le ganglion, mettre une seringue aspirative au bout de l'aiguille, ouvrir l'aspiration et ensuite on fait 10 à 15 mouvements de va-et-vient dans le ganglion pour aspirer les cellules. Tiếp đến thì chúng ta sẽ, sau khi mà đã cố định kim rồi, thì chúng ta sẽ đưa xác định cái vị trí hạch, rồi sẽ đưa và chọc kim vào trong hạch. Tiếp đến sẽ lắp cái xi lanh hút ở vào phía đầu của cái kim này, rồi thực hiện tiến hành sinh thiết. Mỗi lần sinh thiết thì tiến hành chọc hút từ 10 đến 15 lần. Une fois qu'on a fini, on ferme la seringue d'aspiration, on rentre l'aiguille à l'intérieur du guide et on déclipse le guide et on retire l'ensemble aiguille et guide de l'endoscope. Và sau khi tiến hành sinh thiết xong rồi, chúng ta sẽ đóng cái xi lanh hút lại, rồi rút kim ra. Chúng ta mở cái khóa của cái kim sinh thiết và rút toàn bộ cái hệ thống mà sinh thiết để ra khỏi cái ống soi. Et ensuite, on va soit étaler le matériel qu'on a prélevé sur des lames, soit faire ce qu'on appelle un cytobloc avec un petit peu de formol. Et puis, on peut également envoyer les prélèvements en microbiologie, notamment pour la recherche de mycobactéries. Các cái xét nghiệm mà khi sau khi mà có được bệnh phẩm trong lúc này, thì đầu tiên là cái xét nghiệm về giải phẫu bệnh. Có thể là những xét nghiệm chúng ta sẽ tiến hành bằng việc viết trên lăng kính, hoặc là những cái xét nghiệm mà về khối tế bào sẽ được thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ phải để bệnh phẩm vào trong một chút ống đựng hormone. Rồi bên cạnh đấy chúng ta cũng làm những xét nghiệm về mặt vi khuẩn học cho với bằng việc là đựng trong môi trường nước muối sinh lý, đặc biệt là cái xét nghiệm mà liên quan đến vi khuẩn lao. Alors, dans certains centres, il y a même des pathologistes sur place qui regardent les lames de prélèvement et peuvent dire si ça a été contributif ou pas. Mais bon, il faut avoir beaucoup de temps et beaucoup de personnel disponible. Nous, on ne fait pas ça. Và ở một số cái cơ sở thì người ta có thể tiến hành là làm cái xét nghiệm tiết lam tính này ngay tại cái phòng soi và trong khi mà thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm. Thì sẽ cho phép được là chúng ta biết được là có cần phải tiếp tục tiến hành sinh thiết nữa hay không và sẽ cho phép chúng ta đỡ tốn thời gian hơn. Alors après l'échoendoscopie, le pneumologue va faire un compte rendu, va remplir les bons d'examen pour envoyer les prélèvements dans les différents laboratoires et puis va expliquer les résultats au patient une fois qu'il est réveillé. Và cái công việc khi mà sau khi tiến hành soi phế quản xong ấy, thì việc bác sĩ đó là hoàn thiện các cái hồ sơ bệnh án, rồi gửi những cái mẫu xét nghiệm chỉ định các mẫu xét nghiệm về bệnh phẩm và giải thích các cái kết quả cho bệnh nhân mà khi mà bệnh nhân tỉnh lại. L'infirmière d'endoscopie va assurer l'envoi des prélèvements au laboratoire, ranger la salle et faire le lavage de l'échoendoscopie, de l'échoendoscope, pardon. Rồi về các cái điều dưỡng soi thì cần phải tiến hành các cái việc như là đảm bảo cái việc mà bệnh phẩm gửi đến làm xét nghiệm, rồi dọn dẹp phòng soi và rửa cái ống nội soi siêu âm. Et puis l'infirmière d'anesthésie, elle va surveiller le réveil du patient qui rentrera. Pardon, vas-y. Đối với điều dưỡng gây mê thì người ta sẽ có cái nhiệm vụ đó là theo dõi người bệnh cho đến khi người bệnh tỉnh lại. Et puis le patient, lui, il part en salle de réveil. Généralement, il rentre chez lui accompagné. Il ne faut pas qu'il monte sur son motorbike tout de suite après l'échoendoscopie. Il ne reste pas seul pendant les 24 heures qui suivent l'examen. Et on l'informe du risque des complications et quels sont les symptômes, par exemple s'il crache du sang, est-ce qu'il doit s'inquiéter, s'il a de la fièvre, et qu'est-ce qu'il doit faire s'il a ces symptômes. Còn đối với về cái bệnh nhân thì người ta sẽ khi sau khi mà tỉnh lại thì sẽ À,
đối với khi bệnh nhân thì khi mà sau khi tỉnh lại thì người ta có thể rời cái phòng hồi tỉnh, tuy nhiên thì phải có phải đi cùng với người nhà trong quá trình mà trở về phòng. Một cái điều lưu ý là trong 24 giờ đầu tiên sau khi soi thì người ta không được phép ở một mình mà phải có người theo dõi ở cùng, và bệnh nhân phải được hướng dẫn, được thông tin về các nguy cơ biến chứng của cái thủ thuật mà sau khi tiến hành. Ví dụ có thể bệnh nhân có thể có những triệu chứng như chảy máu hay là ho ra máu hay là những triệu chứng sốt, thì bệnh nhân cần phải được thông tin để nhận biết những cái triệu chứng mà cũng có cái tính chất báo động như vậy. Alors, maintenant qu'on a fini avec l'écho-endoscopie, je vais vous parler rapidement de la mini-sonde. Je n'ai pas trop développé. L'indication de la mini-sonde, c'est... donc, la mini-sonde, c'est quoi? C'est une petite sonde d'échographie au bout d'un cathéter, et cette sonde d'échographie tourne sur elle-même, ce qui permet de repérer, une fois qu'on en a défini le trajet, un petit nodule périphérique. On voit, ça apparaît comme une hypodensité circonférentielle. Et une fois qu'on l'a repéré, on va passer à travers un cathéter une pince à biopsie qui permet de biopsier à cet endroit. Les indications, c'est donc la biopsie de nodules périphériques qui font plus de 2 cm et qui possèdent une bronche de drainage, parce qu'il faut qu'il y ait une bronche qui aille dedans. Les contre-indications, ce sont les mêmes que l'endoscopie bronchique souple sous anesthésie générale. Et les principales complications, à part le saignement lié aux biopsies, c'est surtout le risque de pneumothorax, notamment si les nodules sont proches, si le nodule qu'on biopsie est proche d'une scissure. Tôi sẽ nói một chút về cái kỹ thuật mà nội soi phế quản siêu âm qua cái đầu dò nhỏ mini sonde để kết thúc. Thì đây là một kỹ thuật nó được sử dụng bằng cái việc mà sử dụng một cái đầu dò siêu âm nhỏ đưa qua cái ống nội soi phế quản. Mà cái đầu dò siêu âm này thì nó sẽ có cái chức năng mà quay tròn xung quanh để mà được nhận biết được cái cấu trúc tổn thương. Thì cái đầu dò siêu âm này thì có được thể được sử dụng để đối với những trường hợp mà có những cái tổn thương của ngoại vi, mà khi mà có trong trường hợp mà cần sinh thiết thì chúng ta sẽ kết hợp sử dụng một cái ống thông hay một cái cateter nhỏ để đưa vào cái vị trí tương ứng để tiến hành sinh thiết những cái tổn thương của ngoại vi này. Thì về chỉ định thì đã được sử dụng để sinh thiết những cái tổn thương nốt phía ngoại vi có kích thước từ 2 cm trở lên, khi mà cái tổn thương này nó được thông với cái nhánh phế quản, tức là có một cái nhánh phế quản nó đi vào cái tổn thương này. Rồi về chống chỉ định, đó là những trường hợp mà nó tương tự với những trường hợp mà chống chỉ định của nội soi phế quản ống mềm và gây mê toàn thân. Các cái biến chứng thì nó cần tương đồng với cả nội soi phế quản ống mềm mà có sinh thiết. Tuy nhiên thì cái nguy cơ mà rất hay gặp đó là cái nguy cơ mà bệnh nhân bị tràn khí màng phổi trong những trường hợp mà cái tổn thương nốt mờ nằm ở cái vị trí gần với rãnh niên thủy. Alors, je vais vous montrer un petit film qui résume tout ça. Il est là. Cette vidéo vous présente la fibroscopie bronchique avec échographie radiale ou mini-sonde. Tôi cũng sẽ trình bày một đoạn phim ngắn để nói về cái kỹ thuật mà soi phế quản siêu âm đầu dò nhỏ. La technique de mini-sonde est utilisée pour réaliser des biopsies de nodules périphériques, comme vous pouvez le voir sur ce scanner. Kỹ thuật này thì được sử dụng để tiến hành sinh thiết và thăm dò những cái tổn thương phổi ở phía ngoại vi như là chúng ta thấy trên hình chụp CT đây. À partir de votre scanner, nous définissons le trajet dans les bronches pour accéder aux nodules, comme vous pouvez le voir sur cet examen. Và dựa trên cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta sẽ xác định được cái đường đi của cái khí phế quản từ ngoài để mà đến khi mà chúng ta tiếp cận được cái tổn thương nốt ở trong phổi trên hình ảnh cắt lớp vi tính. Puis nous réalisons une fibroscopie virtuelle afin de visualiser le trajet à réaliser. Trước đó thì chúng ta thực hiện một cái gọi là kỹ thuật nội soi phế quản ảo để xác định cái đường đi của cái đường đi của cây khí phế quản để mà tiếp cận được với cái tổn thương nốt ở phổi. La fibroscopie réelle est réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire et sans intubation. Cái kỹ thuật này thì được thực hiện dưới bằng hình thức là gây mê toàn thân trong cái phòng mổ mà không cần đặt ống nội khí quản.
On utilise la mini-sonde d'échographie pour repérer le nodule sous forme d'un signal. Voici la mini-sonde. Chúng ta sử dụng một cái đầu dò siêu âm nhỏ thông qua cái ống nội soi để mà có thể nhận biết được cái tổn thương ở phổi. Đây là cái hình ảnh của cái đầu dò siêu âm đây. Et le signal lorsqu'elle est au contact de la lésion. Và đây là cái tín hiệu khi mà cái đầu dò siêu âm này nó được tiếp cận với cái tổn thương. De la lésion. Nous réalisons ensuite des biopsies ciblées sur le nodule. Tiếp đến thì chúng ta tiến hành sinh thiết và lấy bệnh phẩm L'examen vào vị trí tổn thương. En ambulatoire ou en hospitalisation. Và cái kỹ thuật này nó sẽ được kéo dài trong vòng khoảng từ 10 đến 20 phút ở trong bệnh viện. Bon, voilà. donc voilà, c'est fini pour ce cours. Est-ce que vous avez des questions? Vâng, vậy là tôi đã kết thúc cái bài trình bày ngày hôm nay. Bây giờ thì là các bạn có cái câu hỏi thêm không ạ? Mời các bạn có thể đặt câu hỏi qua cái khung chat. Je pense que c'est en technique, c'est assez difficile. Oui, tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui peuvent qui a pratiqué les techniques IBUS. Các bạn có câu hỏi gì không ạ? Question. Pas de question. Chưa câu hỏi nào. Lại luôn. Vậy em không có nắm được. Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Có thể là những cái câu hỏi mà liên quan đến nội soi phế quản siêu âm hoặc là nội soi phế quản thông thường được. Vì chúng ta cũng biết ở đây một kỹ thuật mà nó khá là khó tiếp cận, chưa được quá là phổ biến. Hiện tại thì tại một số cái trung tâm lớn như là bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn thì mới có được trang bị cái hệ thống để tiến hành nội soi phế quản siêu âm là sinh thiết hay trung thất. Tuy nhiên thì thuật này cũng giúp cho người bệnh tránh được những cái biến chứng, những nguy cơ cao khi mà phải tiến hành nội soi lồng ngực hay là nội soi trung thất, đặc biệt là những người mà già yếu, thể trạng yếu mà không thể tiến hành phẫu thuật được. Je présente un petit peu de bénéfices de endoscopie bronchique. Donc, seulement dans le vent hôpital, comme le Bạch Mai, le bien Bạch Mai peut de faire l'endoconcoscopie. Ouais, c'est difficile. C'est une technique qui coûte cher. Ça coûte cher. Le matériel coûte cher. Il est très fragile. Mais c'est un tel confort pour éviter la médiastinoscopie avant chirurgie de cancer bronchique. Ça permet de faire quand même pas mal de diagnostics, notamment pour les tuberculoses médiastinales ou les sarcoïdoses. On a beaucoup de sarcoïdoses. C'est quand même moins invasif qu'une médiastinoscopie. Đây là một kỹ thuật mà cho phép chúng ta tiến hành thăm dò cái hạch trung thất để chẩn đoán bệnh lý ung thư hay là hạch sarcoidosis hay lao, mà nó ít xâm lấn hơn, đặc biệt là đối với những người mà thể trạng kém không thể tiến hành được kỹ thuật nội soi trung thất. Ông và ông question. Est-ce qu'il y a des cas on ne voit pas l'anéopathie dans le scanner, mais on peut voir l'anéopathie dans l'horoscopie. Oui, tout à fait. Alors, ça arrive d'abord parce qu'il y a souvent un délai entre le scanner et le moment où on fait l'examen par échoendoscopie. Il peut se passer, par exemple, 15 jours. Ensuite, le scanner, parfois, ne voit pas des petits ganglions que nous, on repère très, très bien en échoendoscopie. Ou alors, le scanner montre juste un ganglion sous carénaire et nous, en échoendoscopie, on va en voir trois ou quatre.
Donc, oui, il n'y a pas une corrélation parfaite entre le scanner et l'échoendoscopie. À, vâng, cái trường hợp này thì đương nhiên rất có, rất hay gặp. À, tức là chúng ta không nhìn thấy hạt trên các lớp vi tính nhưng hoàn toàn có thể phát hiện được trên kỹ thuật eBus thì nó liên quan đến việc mà thường trên các lớp vi tính thì chỉ cho phép chúng ta phát hiện những hạt lớn hay là ở những cái nhóm như là nhóm số 3, số 4 hơn. Còn những nhóm hạch khác thì chúng ta có thể là không nhìn thấy. Và kỹ thuật eBus này thì cho phép chúng ta phát hiện được các cái hạch ở những vị trí khác nhau. La deuxième question, c'est comment on peut surveiller la complication d'hémorragie après la technique de eBus? Alors, par exemple, l'hémorragie dans le médiastinal. Alors, c'est sur les signes cliniques, uniquement les symptômes du patient. On ne fait pas d'examen, j'en ai jamais vu. Hein. C'est décrit dans la littérature, mais j'en ai jamais vu. C'est, en fait, quand on est en échoendoscopie, on peut bien repérer où on se trouve. Et on a un système avec un Doppler qui permet, si on a un doute, de vérifier que ce qu'on voit, savoir si c'est un vaisseau plutôt ou si c'est un ganglion. Donc, en général, on ne pique pas si on voit que c'est un vaisseau. Et le saignement lié à la traversée de la paroi par l'aiguille est vraiment minime parce que c'est une aiguille de 22 gauche, donc c'est très fin. Donc, en général, ça ne saigne pas beaucoup. Beaucoup moins qu'en fibroscopie normale, d'ailleurs. Donc, voilà, on ne fait pas d'examen systématique. On surveille le patient quelques heures après. Et puis, on lui dit que s'il a de la fièvre, s'il a des douleurs thoraciques, s'il ne se sent pas bien, il nous rappelle. Et là, on fait des examens complémentaires. Mais ce n'est jamais arrivé. Về các kỹ thuật biến chứng mà chảy máu và trung thất sau khi mà làm nội soi phế quản siêu âm thì tôi cũng chưa gặp cái ca nào cả, tuy nhiên thì cũng đã gặp được trong cái phần các cái Ivan. Thì như chúng ta đã biết thì khi mà chúng ta tiến hành nội soi phế quản sinh thiết hạch nhờ hướng dẫn của siêu âm thì chúng ta có thể quan sát được rất là rõ cấu trúc và sẽ kiểm, trong trường hợp và nghi ngờ thì sẽ kiểm tra được và xem là đấy là thực sự là hạch hay là mạch máu để mà có thể sinh thiết. Và cái việc mà chảy máu mà khi chúng ta mà xuyên qua cái thành khí phế quản ấy, thì cái hiện tượng cái lượng máu chảy ra nó rất là ít vì cái kích thước của kim sinh thiết là rất là nhỏ. Thì tuy nhiên cái việc mà theo dõi bệnh nhân để phát hiện cái biến chứng chảy máu thì chủ yếu là dựa vào những cái dấu hiệu lâm sàng. Chúng ta theo dõi một vài giờ sau khi mà làm xét nghiệm và thăm dò xem bệnh nhân có những dấu hiệu như là sốt này, đau ngực này, rồi bệnh nhân cảm thấy khó chịu hay không. Và từ đấy thì chúng ta sẽ cho tiến hành những xét nghiệm cận lâm sàng để mà phát hiện biến chứng. C'est une autre question qui concerne l'éducation. Pour faire bien l'endoscopie eBus, pendant combien de temps on va pratiquer et on va Alors, c'est une très bonne question. En gros, il faut à peu près avoir fait 10 ébus, 10 échoendoscopies bronchiques pour savoir en faire, à peu près. C'est-à-dire, il ne faut pas beaucoup pour bien apprendre. Par contre, pour les ganglions, c'est très facile. Une fois qu'on a compris comment trouver les ganglions et comment manipuler l'aiguille, c'est extrêmement simple, l'échoendoscopie bronchique. Après, il faut commencer par s'entraîner sur des gros ganglions faciles. Et une fois que vous savez bien faire des gros ganglions faciles, vous arrivez à tout ponctionner. Par contre, la mini-sonde, c'est beaucoup plus difficile. La mini-sonde, il faut en faire plus d'une cinquantaine, à mon avis, pour pouvoir bien y arriver. Moi, je suis encore en train de me former sur la mini-sonde. Et ce qui est difficile, c'est que comme on est dans des toutes petites bronches, elles ont tendance à se collaber dès qu'on aspire un petit peu. Dès qu'on fait une biopsie, ça saigne un peu, donc on ne voit plus rien. Ça bouche la vision sur le bronchoscope. Donc, la mini-sonde, c'est beaucoup plus difficile que l'échoendoscopie bronchique. Về kỹ thuật mà nội soi phế quản siêu âm này thì đối với kỹ thuật eBus thì nó tương đối là đơn giản hơn. Thì chúng ta thì có thể thực hiện được trong vòng khoảng 10 ca là chúng ta có thể thực hiện thành thạo được. Như chúng ta tôi đã trình bày thì cái kỹ thuật nó tương đối đơn giản, như chúng ta tìm hạch này, rồi chúng ta tiến hành đưa kim và chọc dò và sinh thiết hạch.
nó tương đối đơn giản. Và thông thường là chúng ta thường bắt đầu với những cái hạch mà lớn, vị trí rõ để tiến hành sinh thiết và để làm. Còn ngược lại đối với kỹ thuật mà mini sông thì cái kỹ thuật này nó khó rất nhiều. Và ngay cả bản thân tôi thì cũng đang trong cái quá trình mà được đào tạo học về kỹ thuật mini sông là được thực hiện một cách thành thạo. Thì đơn giản là để mà tiếp cận được cái tổn thương ở phổi, chúng ta phải đi qua những cấu trúc ở phế quản là rất là nhỏ. Rồi trong quá trình mà tiến hành thủ thuật ấy, thì cũng phải đảm bảo là cái việc mà chúng ta sẽ có thể cái việc từ kỹ thuật mà lấy bệnh phẩm này, sinh thiết bệnh phẩm này, thì cũng đòi hỏi cái việc mà đảm bảo thực hiện một cách chính xác để có thể thực hiện được kỹ thuật. Oui, c'est une bonne question, je pense que c'est le bénéfice de techniques mini-sondes avec leur biopsie trans thoracique sous-scanner pour les lésions périphériques. Alors, y a certaines, c'est principalement quand on n'a pas envie de faire la biopsie sous-scanner. Moi, je trouve que c'est plus rentable de faire une biopsie sous scanner la plupart du temps parce qu'on a des plus gros morceaux et ce n'est pas un examen qui est trop compliqué. Mais parfois, par exemple, un patient qui a beaucoup d'emphysème ou qui va avoir un nodule un peu périphérique de trop petite taille où c'est techniquement difficile de faire une biopsie sous scanner, la mini-sonde va nous aider. La plupart du temps, moi, je vais faire la mini-sonde si le patient a un emphysème très sévère et une lésion au milieu des zones d'emphysème avec une bronche de drainage. Voilà, ça, c'est la première indication de la mini-sonde par rapport à la biopsie sous scanner. C'est quand, techniquement, la biopsie sous scanner risque d'être dangereuse ou impossible. Et la deuxième, c'est si jamais je dois faire à la fois, j'ai un nodule périphérique et des ganglions médiastinaux, comme je vais faire une écho-endoscopie bronchique, et ben, si le nodule périphérique est accessible en mini-sonde, je vais tout faire dans le même examen. Donc le patient, comme ça, il n'a qu'une seule anesthésie générale, enfin il a juste l'anesthésie générale, avec un examen d'écho-endoscopie et de mini-sonde dans le même temps, qui permet de faire à la fois le diagnostic et le staging médiastinal. Et ça évite de faire deux examens, c'est-à-dire d'organiser en plus la biopsie sous scanner. Chez nous, en France, la biopsie sous scanner, elle est effectuée par les radiologues. Je ne sais pas, au Vietnam, il y a certains pneumologues, je sais, qui font des biopsies sous scanner. Donc, nous, c'est un peu, techniquement, c'est plus compliqué à organiser, la biopsie sous scanner. Về cái kỹ thuật mà sinh thiết xuyên thành ngực đối với nội soi siêu âm, thì cái lợi ích của nội soi siêu âm đầu dò mini sông, thì cái chỉ định đầu tiên là trong những trường hợp mà chúng ta biết rằng là kỹ thuật mà sinh thiết xuyên thành ngực thì nó là một kỹ thuật mà nó có nhiều biến chứng, đặc biệt là biến chứng tràn khí màng phổi. Thì đầu tiên là cái trường hợp đầu tiên là trong trường hợp mà bệnh nhân những cái tổn thương gặp ở những bệnh nhân giãn phế nang nặng chẳng hạn, thì khi mà chúng ta tiến hành mà sinh thiết xuyên thành ngực thì thực sự dẫn CT thì nguy cơ mà tràn khí màng phổi là rất cao. Thì vì vậy thì tôi tiến hành cái kỹ thuật mà nội soi siêu âm với cái đầu dò nhỏ. Cái trường hợp thứ hai đó là trong trường hợp mà bệnh nhân có nhiều cái tổn thương ở phổi, vừa là cái tổn thương nốt ở phổi, thậm chí là vừa có cả hạch trung thất chẳng hạn, thì chúng ta có thể tiến hành đồng thời hai cái kỹ thuật mà nội soi siêu âm trên cùng một bệnh nhân mà bệnh nhân chỉ phải trải qua một cái lần gây mê thôi. Tức là chúng ta vừa có thể tiến hành cái tổn thương phổi này để mà chẩn đoán xác định, rồi vừa có thể tiến hành cái sinh thiết hạch trung thất này để chẩn đoán giai đoạn của bệnh. Thì thay vào việc của bệnh nhân phải trải qua hai cái thủ thuật thì chúng ta bệnh nhân chỉ cần thực hiện là một cái thủ thuật thôi. Thì đấy là những cái lợi ích. Và chủ yếu thì những cái trong những trường hợp mà sinh thiết mà có quá nhiều nguy cơ thì chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật mà nội soi siêu âm bằng đầu dò mini sông. Ở Pháp thì thường là những cái sinh thiết xuyên thành ngực thì được tiến hành bởi cái bác sĩ là chuẩn đoán hình ảnh. Chúng ta không rõ ở Việt Nam thì có một số các cái bác sĩ hô hấp thực hiện cái kỹ thuật này. C'est une question concernant la technique de ballon. Alors oui, le ballon, en fait, pourquoi... la question, c'est de, quand le ballon est toujours gonflé,
Et est-ce que peut-être le ballon est cassé? Ah oui, alors ça. On peut éviter que le ballon casse ou non? Alors, bon, le ballon, à quoi il sert déjà? Parce que je ne l'ai pas expliqué dans le cours. Le ballon, en fait, c'est parce que l'eau conduit les échos de l'échographe. On n'en a pas toujours besoin, mais dans la trachée, comme les trachées sont assez larges, on a besoin du ballon pour se coller contre la paroi et avoir un bon écho. Donc ça, c'est pour ça qu'on utilise le ballon. Mais on ne l'utilise pas toujours. Par exemple, pour les ganglions sous-carénaires ou pour les ganglions des zones 11, droit et gauche, la plupart du temps, on n'a pas besoin du ballon. Le ballon, parfois, se perce et il perd son eau. Et il est quand même bien accroché sur l'écho endoscope, donc normalement, il ne tombe pas. Mais une fois qu'il est percé, ben, il ne sert plus à rien et on ne peut plus le gonfler, c'est tout. C'est le seul inconvénient. Par contre, il y a une chose qui est très importante avec le ballon, c'est que avant, quand on finit l'examen, avant de sortir l'écho endoscope du patient, il faut vérifier que le ballon soit bien dégonflé, parce que sinon, il risque de se détacher, de tomber dans les bronches du patient. Et là, il faut aller le chercher avec un fibroscope normal et une pince à biopsie. Ça nous est déjà arrivé. Ça prend beaucoup de temps et ce n'est pas facile. Oui. Về cái khi mà sử dụng cái bóng bơm trong khi mà nội soi phế quản siêu âm, chúng ta biết rằng là cái bóng bơm đấy thì chúng ta sẽ bơm nước vào trong cái quả bóng đấy. Và bóng này nó sẽ bao quanh cái đầu dò siêu âm để có thể vì nước nó cho phép dẫn truyền được cái sóng siêu âm. Thì trong những trường hợp mà ở những cái vị trí mà đường kính cái khí quản nó lớn, ví dụ như ở khí quản chẳng hạn, thì chúng ta cần phải bơm bóng. Còn ngược lại, trong những trường hợp mà có một số trường hợp chúng ta không nhất thiết phải bơm cái nước vào cái quả bóng đấy, thì trong trường hợp mà đường kính khí quản nó nhỏ hay là dễ tiếp cận, ví dụ như là những cái nhóm mạch ở dưới carina hay là những cái nhóm mạch số 10 hay 11 chẳng hạn, thì trong trường hợp này chúng ta không nhất thiết phải bơm quả bóng đấy đầy nước vào trong quả bóng đấy, mà vẫn có thể tiếp cận được cái hạch. Nhất định là phải. Tuy nhiên một cái điều lưu ý là khi mà chúng ta tiến hành sinh thiết, chúng ta phải sau khi mà sinh thiết xong thì để mà đảm bảo được là cái thủ thuật mà diễn ra một cách gọn gàng thì chúng ta phải hút hết cái nước trong cái quả bóng ấy ra sau khi mà rút ống soi ra. Le kyste, c'est plutôt liquidien. L'adénopathie, ça, c'est l'aspect échographique, en fait. Le kyste, c'est du liquide, donc c'est très noir, alors que le ganglion, il va être hypoéchogène, mais un peu dense, avec c'est l'aspect échographique. Voilà. Le kyste, c'est du liquide, donc c'est comme un vaisseau. À, tức là cái về cái sự khác biệt về hạch đối với kén phế quản thì về kén thì kén ở đây thì nó là dịch, thì nó sẽ có cái mật độ siêu âm là dịch, thường là màu đen giống như là cái mật độ của cái mạch máu, còn hạch thì nó có cấu trúc đặc hơn và nó có cái hình ảnh hình thái khác trên siêu âm, ví dụ nó có thể hơi dài một chút nhưng mà nó sẽ có cái hình ảnh âm đặc trưng của cái hạch trung thất. C'est une question en compte. Mais bon, va t'en. Alors, t'as mis qu'il y a une. Merci pour votre parfait. Allô, allô? Alors, merci pour votre parfait diaporama. Vous nous avez montré de gauche et de droite, carte de gauche et de droite. Sukarina, 10, le 11, mais je veux bien aussi savoir comment pour réparer trois postérieurs et le
Luz pose-moi aussi. Est-ce que vous pouvez montrer aussi, merci bien. Là, je ne peux pas vous montrer parce que je n'ai pas préparé ces diapositives-là, mais ils sont en fait, il y a des précarénaires et derrière la trachée. En fait, ça, ce n'est pas trop difficile parce qu'on les repère sur le scanner et on va se mettre dans la position pour les trouver. Les 12, ils sont le long des éperons après l'éperon lobaire supérieur des deux côtés, donc sur l'éperon lobaire moyen, par exemple, ou les éperons du lobe inférieur. Donc ceux-là, ils ne sont pas très difficiles à trouver. On est très loin dans les bronches. Techniquement, ils ne posent pas de problème. J'avais marqué qui toi, c'est pour faire le mini-son, on peut toujours le cacher pour le volume périphérique. Oui, la question c'est pour faire la mini-son, on peut trouver le tajer. Pour récupérer le note du périphérique. Si on ne peut pas trouver le tajer, est-ce qu'on peut utiliser le mini-son pour rechercher le tajer? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on a plusieurs techniques. Déjà, rien qu'avec le scanner, on peut imaginer, on peut voir dans quelle bronche on suspecte que va être le nodule. Mais après, dans la réalité, on se rend compte qu'en fait, le scanner montre parfois des bronches qui n'existent pas. Donc, moi, ce que je fais souvent, je prends le scanner du patient et je regarde, je me dis, bon, ça, c'est la bronche de Nelson. Elle a l'air de se diviser en deux et il y en a une qui va plutôt en arrière, une plutôt en avant. C'est celle d'arrière qu'il faut prendre. Et une fois qu'on est dans celle de derrière, il y a encore plein d'autres bronches de division. Donc, ça me donne déjà une idée de où je dois aller. Ensuite, on a, nous, mais tout le monde n'a pas ça, on a un logiciel informatique dans lequel on rentre le scanner du patient et ce logiciel va créer en fibroscopie virtuelle le trajet qu'on doit faire. Ce qui facilite parce que donc on se dit, bon, voilà, je rentre, je suis dans la bronche souche gauche. Voilà la Nelson, la bronche postérieure, et ensuite j'en ai trois. Il faut que j'oriente plutôt ma sonde de tel et tel endroit. Mais en fait, dans la réalité pratique, encore une fois, le scanner ne correspond pas toujours à ce qu'il y a dans la réalité. Et aussi, le scanner, lui, il ne tourne pas, alors que nous, on peut tourner autour du patient. Donc, on ne se retrouve pas dans la même configuration. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, simplement, par exemple, je vais être dans la bronche de Nelson gauche. J'ai trois bronches en face de moi. Et ben, une par une, je vais rentrer la mini-sonde dans chaque bronche une par une et je vais les explorer. Et si ces bronches se divisent en deux ou en trois, j'essaye de rentrer dans chaque bronche de division jusqu'à trouver la lésion, le signal de la lésion. Donc, effectivement, on peut, avec la mini-sonde, ça prend beaucoup plus de temps. Le fait d'avoir quand même repéré le trajet avant permet d'aller plus vite et de moins se tromper, d'être sûr d'être dans la bonne zone, on va dire, où il faut chercher la bronche. Mais il faut de toute manière essayer de la trouver en mini-sonde et ça prend beaucoup plus de temps que ce qui paraît sur les vidéos que je vous ai montrées. À để mà có thể định hướng được, tức là đi tìm được cái đường vào phế quản, cái lớp mở ngoại vi thì có hai cái kỹ thuật chính chúng ta sử dụng. Thứ nhất là chúng ta dựa trên cái hình ảnh phim chụp các lớp vi tính, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ quan sát xem là cái vị trí của cái nốt mở đấy là ở vị trí nào, nó tương ứng với cái nhánh phế quản nào, và qua đó thì chúng ta sẽ hình dung ra và vẽ lại cái đường đi từ ngoài vào trong nốt mở đấy dựa trên hình ảnh chụp các lớp vi tính.
Cái thứ hai là chúng ta có thể sử dụng hiện tại chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm thì từ cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính thì cái phần mềm này sẽ cho phép dựng một cái hình ảnh nội soi phế quản ảo cho phép dựng lên cái đường đi để nó tiếp cận được cái đường vào của cái cổng tu của nội vi. Tuy nhiên thì trên thực tế trong sàng thì có một số trường hợp là cái vị trí xác định chúng ta xác định trên CT thì nó sẽ không tương ứng với cái vị trí thực tế cái cổng tu của nội vi của bệnh nhân. Thì hoặc có trong một số trường hợp khó chẳng hạn thì chúng ta không sử dụng được phần mềm đấy. Thì trong trường hợp này thì chúng ta cũng định hướng được cái vùng phổi và tổn thương. Ví dụ như chúng ta sẽ nhìn thấy một, hai hoặc ba cái nhánh phế quản mà có thể là cái tổn thương phổi ngoại vi nó nằm ở trong cái phế quản đấy. Thì chúng ta sẽ mò dần dần, chúng sẽ đưa cái đầu dò siêu âm vào từng cái nhánh phế quản tương ứng và để quan sát cái tổn thương cho đến khi nào mà chúng ta mà phát hiện được cái tổn thương ở trong cái nhánh phế quản chúng ta cần tìm. Thì nếu mà chúng ta làm cách thủ công như vậy, tức là chúng ta quan sát từng cái nhánh phế quản một thì nó sẽ mất nhiều thời gian rất nhiều so với cái việc chúng ta sử dụng cái phần mềm mà nội soi phế quản ảo. Toute expérience quand mon père on fait la biopsie par endoscopie pour avoir le meilleur résultat. Pour avoir le meilleur résultat, il faut faire plusieurs passages par ganglion et ça rejoint la question d'après. Il faut au moins 3 passages par ganglion parce que alors d'abord quand on pique le ganglion, on croit qu'on est dedans parfois et en fait on n'est pas, on est juste dans. Si l'aiguille n'est pas bien rentrée, par exemple, on va pas la bouger correctement dans le ganglion et donc ça va rien aspirer. D'autres fois, on s'est rendu compte qu'on fait un premier prélèvement, on n'a pas beaucoup de cellules qui reviennent dans le pot et ensuite le deuxième et le troisième prélèvement sont plus rentables. Donc je dirais qu'il faut faire 3 prélèvements par ganglion, c'est ce qui a été décrit dans la littérature, il faut au moins 3 prélèvements. Et après, si jamais vous, je sais que vous aussi au Vietnam, vous recherchez des mutations EGFR, ALK, pour les cancers du poumon, si on doit faire de la biologie moléculaire, il faut un tout petit peu plus de matériel, et donc on fait 4 prélèvements sur au moins un des ganglions. Vâng, để mà có thể tăng được cái độ chính xác là có một kết quả sinh thiết tốt ấy, thì cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là tiến hành sinh thiết nhiều lần. Như tôi đã trình bày trong cái bài trình bày của mình thì đối với mỗi cái vị trí hạch thì chúng ta cần sinh thiết là ít nhất là tối thiểu là 3 lần để mà có được cái bệnh phẩm tốt. Thì có thể là cái việc mà chúng ta sinh thiết thì đầu tiên, lý do đầu tiên mà không cho được cái kết quả sinh thiết tốt thì đó là cái việc mà cái chúng ta chọc kim nó không đúng một vị trí hạch. Thứ hai là khi chúng ta sinh thiết hạch ở những cái lần đầu tiên thì có thể là cái số lượng mà tế bào nó sẽ không đủ nhiều và ở những lần sinh thiết chọc kim tiếp theo, tức là lần thứ hai và lần thứ ba thì cái số lượng tế bào để mà chúng ta đọc nó sẽ nhiều hơn. Thì như vậy là người ta khuyến cáo trong cái y văn nghiên cứu thì là tiến hành sinh thiết là tối thiểu là 3 lần. Và một cái điều nữa là trong một số trường hợp mà chúng ta cần làm cái xét nghiệm đặc biệt trong bệnh lý ung thư thì chúng ta cần làm những xét nghiệm về đường biến gen như là EGFA chẳng hạn, thì là chúng ta cần phải sinh thiết nhiều lần để có cái bệnh phẩm đủ để làm cái xét nghiệm đó. Câu hỏi của chị Vân Thị Minh Anh thì chắc cũng tương tự như vậy không ạ? Chị Vị. Đâu thôi, đưa cho đưa luôn cho đầu. Đi ra con gái đưa luôn. J'ai vu qu'il y avait une dernière question sur est-ce que vous avez le GPS. GPS? Je ne sais pas si c'est le GPS. Ah si, mais je comprends très bien la question. Oui, on a. Ça s'appelle l'électronavigation bronchique. Alors, j'en ai pas parlé dans ce cours-là parce que ce n'est pas de l'éco-endoscopie. Mais effectivement, on a ça. On est en train, on le fait très rarement. Parce que c'est pareil, c'est pour des nodules périphériques
Et on réserve cette technique aux nodules périphériques qu'on ne peut pas faire en biopsie sous scanner et qu'on ne peut pas faire en mini-sonde. Donc, il n'y en a pas beaucoup. La technique, en fait, si, pour simplifier, vous avez une table en carbone et on va rentrer, on va d'abord, avant tout ça, on prend le scanner et avec un logiciel, on fait une fibroscopie virtuelle. Ensuite, pendant l'examen de fibroscopie, on fait défiler le scanner et en même temps, on va, avec une sonde qui possède un embout qu'on peut repérer parce qu'on a une table de carbone sur laquelle est le patient, et on repère en direct où se trouve cette sonde dans les bronches. Et on va marquer plusieurs points. On marque la carène, l'éperon lobaire supérieur droit, l'éperon lobaire supérieur gauche, la Nelson à droite et à gauche, etc. Et ensuite, on couple ce repérage à l'intérieur des bronches avec le scanner qu'on avait préalablement reconstruit. Ce qui fait qu'on va avoir une fibroscopie virtuelle qui est corrigée avec les constatations qu'on a en réel pendant la fibroscopie. Et ensuite, une fois qu'on a cet examen prêt, on définit un trajet qui est comme un GPS qui guide des voitures. Et donc, on rentre à nouveau la fameuse sonde qui permet de savoir où on est. Et peu à peu, avec le guidage du scanner qu'on a construit, enfin qui donne donc une fibroscopie virtuelle, on va descendre dans les bronches et on va se laisser guider par cette fibroscopie virtuelle jusqu'à se trouver en face de la bronche où est censée se trouver la lésion. Et là, on ne met pas de mini-sonde. On peut vérifier en mini-sonde qu'on a la lésion en face. C'est ce qu'on fait, nous, de temps en temps, quand on n'est pas sûr. Et sinon, on va rentrer ensuite à la pince à biopsie au niveau qui nous est indiqué par le GPS et on fait les biopsies. Alors, c'est une technique qui prend énormément de temps. Ça nous prend une heure pour installer la salle de fibroscopie. L'examen dure à peu près une heure, donc ça prend deux heures. Et ça mobilise deux pneumologues, deux infirmières de fibroscopie, les manipulateurs radio pour manipuler parce qu'on fait de la radioscopie dans le même temps, les anesthésistes, les infirmières d'anesthésie, etc. Donc c'est très coûteux pour un résultat qui est une rentabilité de 70% à peu près. Donc, pour le diagnostic, je pense que ce n'est pas forcément un très bon examen. Par contre, ça pourrait être intéressant pour faire ensuite du traitement, par exemple de la radiofréquence ou de la cryoablation des tumeurs périphériques. Voilà. Donc, nous, on a cette technique. Je la trouve très compliquée, mais en même temps, c'est une technique qui, pour le traitement, pourrait être très, très intéressante. Avec qui toi, tu as là, c'est vite. Et puis, maintenant, ça fait quoi sur le GPS. Et on voit le GPS, ça fait quoi sur l'homme, on voit le GPS. Et c'est dire qu'il me sort, il est tout là, il n'en sait pas tout ça. Và nó được tiến hành rất là lâu. Tôi, chúng tôi, thị trường là không ai tiến hành kỹ thuật này. Chủ yếu về chẩn đoán thì chỉ tiến hành trong những trường hợp mà chúng tôi có những tổn thương phổi mà không biết là phải tiến hành bằng cách sinh thiết qua đầu gió như sông hay là sinh thiết là xuyên thành lực. Chúng tôi sẽ tiến hành kỹ thuật mà nội soi định vị. Thì để mà thực hiện kỹ thuật này thì đầu tiên thì bệnh nhân phải được chụp phim cắt lớp vi tính. Qua đấy thì dựa trên chụp cắt lớp vi tính sẽ có một cái phần mềm để dựng lên cái đường vào, tức là nội soi ảo dựng lên đường vào tiếp cận với tổn thương. Sau đấy thì bệnh nhân sẽ được nội soi phế quản, như nội soi phế quản ống mềm thông thường, đúng không? Để mà sau đấy có gắn cái thiết bị để cho phép chúng ta xác định những cái mốc và giải phẫu trên nội soi phế quản tương ứng với những cái vị trí trên mà chụp cắt lớp vi tính, ví dụ như đâu là cái phần carina, đâu là cái phần phế quản gốc phải hay là cái phế quản gốc trái. Và sau đấy thì nhờ hai cái kết quả đấy thì chúng ta mới có được một cái gọi là cái đường vào để tiếp cận với cái tổn thương và sẽ tiến hành sinh thiết. Và khi mà sinh thiết thì có thể chọc kim sinh thiết thì có thể kiểm tra vào cái đầu dò như đi sông.
Thì tuy nhiên thì với kỹ thuật này thì cái giá trị chẩn đoán của nó hiện tại thì nó không phải là quá cao. Tuy nhiên thì nó được rất là có giá trị trong việc mà áp dụng điều trị như là điều trị mà xạ trị với khối u phổi chẳng hạn. Thì nó chủ yếu hiện tại nó được áp dụng và có cái vai trò lớn trong việc mà điều trị và trị chứ không phải là chẩn đoán. Và đây tôi nhắc lại thì đây là kỹ thuật mà nó rất là tốn thời gian, nó đòi hỏi các cái bác sĩ về nội soi, các bác sĩ về gây mê, cả cái bác sĩ về chuẩn đoán hình ảnh nữa cùng tiến hành trong một thời điểm và có thể tiến hành từ mất nhiều giờ tiến hành kỹ thuật này. Pour que ce soit plus clair pour tout le monde, parce que je pense que de voir visuellement ce que c'est plus facile, je vais vous montrer un petit film. Để mọi người có thể hình dung hơn, dễ hơn, tôi sẽ cho mọi người xem một cái đoạn phim. Je pense que c'est un peu compliqué ouais, pour le GPS. Ouais, mais je pense que c'est difficile à expliquer en plus. Voilà, je vous montre. Donc, ça, c'est un logiciel qui reconstruit. En fait, je vais le faire défiler à la main, ce sera peut-être plus simple. Je vais voir si c'est possible. En fait, on a reconstruit le scanner en fibroscopie, le scanner sur un logiciel informatique. Et ensuite, alors qu'on est en fibroscopie, on va marquer les différents points de repère qui sont des zones où on est sûr que ce sont des zones repères, la carène, les pronds lobaires supérieurs droit, les pronds lobaires supérieurs gauche. Et ensuite, le logiciel va corriger le scanner avec la réalité. Et le petit film, c'est plutôt celui-là qu'il faut que je vous montre. L'électronavigation bronchique ou END. La découverte d'un module pulmonaire nécessite sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái nội soi phế quản ống mềm để mà xác định là cái mốc giải phẫu, để từ đó chúng ta chỉnh sửa lại những cái điểm mà khác biệt, những điểm sai sót trên cái dựng hình của cái hệ thống chụp cắt lớp vi tính, thì từ đó sẽ cho ra một cái dựng hình nó chuẩn xác nhất. Donc, on voit le nodule. Lorsque cette lésion est difficile d'accès, nous pouvons proposer une ENB. Donc, comme je vous disais, c'est quand on ne peut pas faire la biopsie sous scanner ou quand on ne peut pas faire la mini-sonde. Cet examen est réalisé sous anesthésie générale au bloc opératoire avec intubation. Donc, ça se fait sous anesthésie générale au bloc. Et donc, en premier, on prend le scanner et avec un logiciel informatique, on crée une fibroscopie virtuelle pour savoir quel est le trajet à faire dans les bronches. À partir de votre scanner, nous réalisons une fibroscopie virtuelle pour visualiser le trajet à réaliser dans les bronches. La fibroscopie au bloc opératoire. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on est au bloc opératoire, on a un système de guidage par GPS qui est couplé au scanner et qui permet de naviguer jusqu'au nodule. Nous utilisons un système de guidage par GPS couplé au scanner. Chúng ta sử dụng một cái hệ thống mà định vị để mà xác định các cái điểm trên phim scanner để mà định hướng đến cái nốt này. Naviguer jusqu'au nodule. Vous voyez la navigation. Donc là, ce que vous voyez à droite de l'écran, c'est la sonde qui envoie l'information à un système de GPS pour dire où on se trouve dans les bronches. Là, ở cái màn hình bên phải, chúng thấy rằng là có một cái đầu dò này nó có cái chức năng nó định vị. Đấy, khi mà đi đến cái chơi trò cái quả nó sẽ định vị các cái vị trí tương ứng với cả. Et
On navigue guidé par le GPS à gauche. Và bên phía trái thì đấy là cái định vị. Et la sonde GPS qui se rapproche peu à peu de sa cible. Et voilà, et là vous voyez, quand on approche de la lésion, on la voit apparaître sur l'écran et le GPS nous dit qu'on est juste en face. Là, ở trên màn hình thì dựa vào cái đầu dò định vị đấy, chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ đã tiếp cận được với cái tổn thương hay chưa. Et ensuite, on fait les biopsies. Cible, nous réalisons des prélèvements. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. Nous, on en fait à peu près un par mois, je dirais, cet examen. Et je vous dis, c'est quand même quelque chose de difficile, techniquement, qui prend beaucoup de temps, qui coûte très cher et qui, à mon avis... pour le diagnostic, n'est pas forcément le meilleur examen. Par contre, en traitement, en thérapeutique, je pense que c'est un examen d'avenir. Thì cái kỹ thuật này thì nó không phải được dùng nhiều, nhưng phía tôi thì chúng tôi làm khoảng một tháng thì có một ca thôi. Và tôi cũng xin nhấn mạnh một chút là những cái điểm liên quan đến kỹ thuật này thì nó là một kỹ thuật mà tốn rất nhiều thời gian, đòi hỏi những cái dụng cụ rất là đắt tiền và rất là tốn kém. Vì vậy thì cái giá trị chẩn đoán thì nó không phải được áp dụng nhiều trong chẩn đoán. Tuy nhiên thì trong điều trị thì nó có cái giá trị áp dụng trong điều trị. Oui. C'est la dernière question, c'est est-ce que vous, vous pouvez partager l'outil de science pour avoir le bronchoscopie virtuelle ou avoir le trajet de... Ah, comment s'appelle le... Ah ben, faut que je demande quel est le logiciel. Je crois que... Oui, je te l'enverrai, Doc, pour que tu le partages. Il faut que je demande... je ne sais pas le nom du logiciel. Mais parce que moi, j'utilise l'ordinateur où on le fait. Je crois que c'est Covidienne, mais je ne suis pas sûre. Je t'enverrai par email le nom du logiciel. Là tôi thì tôi cũng làm, nhưng mà tôi làm trên máy tính, tôi không nhớ chính xác được là tên của cái phần mềm là gì. Bonne question. Combivian gì đó, nhưng mà tôi sẽ gửi lại cho các bạn. Có email, tôi sẽ viết cho các bạn. On a un ordinateur où on fait que ça, donc je me suis même pas posé la question du nom du logiciel, moi. Mais je comprends la question, elle est très pratique. Oui. Câu hỏi rất hay và rất có tính ứng dụng. Thường thì tôi chỉ làm trên máy tính và tôi ít khi để ý đến cái tên thể của cái phần mềm này. Oui, je pense que c'est la dernière question. Très bien. Oui, bien. Je pense que c'est un sujet, c'est un peu difficile, mais je pense que c'est très pratique pour pratique, tous les médecins. Oui. Parce qu'au Vietnam, il n'y a pas beaucoup de médecins qui savent l'endoscopie. Je vous remercie pour le très intéressant de la présentation et j'espère que dans le futur, est-ce que vous pouvez partager le plus profond de la technique de l'IBOS pour les médecins en Vietnam. Oui. Oui, bien sûr. Et j'espère que ça va se développer au Vietnam parce que c'est une technique qui est surtout EBUS, qui est extrêmement utile, facile, très facile à faire et qui rend beaucoup service aux patients parce que ça évite une opération chirurgicale. Je pense que ça, c'est très important. Ce n'est pas trop compliqué à faire. Donc, j'espère que ça va se développer de plus en plus au Vietnam et que de plus en plus de médecins et de patients y auront accès. Et puis, si je peux venir au Vietnam, prochaine fois, il faudra qu'on organise un cours avec, avec de la vraie pratique. Tôi cũng hy vọng rằng kỹ thuật eBus này thì nó sẽ được ngày càng phát triển ở Việt Nam. Vì đây là một kỹ thuật nó rất nhiều cái giá trị trong chẩn đoán. Và cái kỹ thuật thực hiện thì nó sẽ không phải là quá khó, tương đối là dễ. Và tôi rất hy vọng là sắp tới thì những lần tới thì tôi có thể đến Việt Nam để giảng dạy một cái kỹ thuật này một cách trực tiếp cho các bạn. Oui. Je vous remercie. Oui.
Merci à vous et oui, je t'envoie les... J'espère que tu vas venir au Vietnam. J'espère aussi. Oui. Et Doc, est-ce que tu veux que j'envoie aussi les vidéos ou le lien pour regarder les vidéos? Oui. Oui, d'accord, pas de problème. Je t'envoie tout ça lundi, je pense. Oui, merci. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Oui. La miette. De mettre un like, si tu as pas mis. Ok, comme ça va. Comment? C'est fait, c'est tout.